Curacao, đối thủ bí ẩn của đội tuyển Việt Nam tại King Cup mạnh thế nào? Đối thủ của đội tuyển Việt Nam tại King Cup năm 2019 sẽ là đội tuyển Curacao, đại diện đến từ vùng Bắc Trung Mỹ và Caribe. Hiệp hội bóng đá Thái Lan đã chính thức xác nhận khách mời cuối cùng tham dự King Cup năm 2019 là đội tuyển Curacao, đại diện đến từ vùng Bắc Trung Mỹ và Caribe. Đại diện đến từ vùng Bắc Trung Mỹ và Caribe này cũng chính là đối thủ cạnh tranh của huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò cho chiếc vé vào trận chung kết. Ở cặp đấu còn lại, đội chủ nhà Thái Lan sẽ chạm trán đội tuyển Ấn Độ. Dù là cái tên xa lạ với phần đông người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nhưng Curacao chính là đội tuyển có thứ hạng cao nhất bảng xếp hạng FIFA tham dự King Cup năm 2019. Họ đang xếp ở vị trí thứ 82, hơn đội tuyển Việt Nam 16 bậc. Hiện Ấn Độ đứng thứ 101, còn Thái Lan đứng ở vị trí thấp nhất, 114. Thực lực của đại diện Bắc Trung Mỹ và Caribe này vẫn là một ẩn số, nhưng nhìn vào lực lượng không quá khi nói họ là một phiên bản mini của đội tuyển Hà Lan. Curacao từng là thuộc địa của Hà Lan, do đó họ có không ít mối liên hệ với xứ sở hoa tulip. Phần lớn các tuyển thủ Curacao đều đang thi đấu tại Hà Lan. Trong đợt tập trung gần nhất hồi tháng 12 năm ngoái, có tới 14 trên 23 tuyển thủ đang thi đấu tại Hà Lan. Nổi bật nhất là những cái tên như thủ môn Elor Job thuộc biên chế gã khổng lồ PSV Eindhoven, hay tiền vệ Michael Maria của Twente, hay cầu thủ Ellison Hoy của Ado Den Haag. Đội hình Curacao ở lần triệu tập gần nhất, nổi bật có thủ quân Martina số 3 và ngôi sao Bakuna số 7. Cucu Martina là thủ quân đội tuyển Curacao từng chơi cho Southampton, Everton và Stoke City. Hậu vệ 29 tuổi này vẫn đang thuộc biên chế Everton và hiện đá cho câu lạc bộ nhà giàu truyền thống bậc nhất Hà Lan Feyenoord theo dạng cho mượn. Bukana từng là tuyển thủ U21 Hà Lan và hiện đang chinh chiến tại Premier League. Tiền vệ đa năng 27 tuổi có thể đá cánh và hậu vệ phải, từng chơi cho Aston Villa từ năm 2013 đến năm 2017, đá cho Reading từ năm 2017 đến năm 2019 và giờ đang khoác áo của Cardiff City. Trong màu áo đội tuyển quốc gia, anh đã có 11 bàn thắng chỉ sau 19 lần ra sân. Bakuna gia nhập Cardiff theo bản hợp đồng 4,5 năm với mức phí 3 triệu bảng ở kỳ chuyển nhượng tháng 1 vừa qua. Thành tích nổi bật nhất trong lịch sử bóng đá Curacao có thể kể đến 2 lần đứng thứ 3 tại Cúp vàng CONCACAF vào các năm 1963-1969. Danh hiệu gần nhất mà họ đạt được là chức vô địch Cúp Caribe, giải đấu có sự tham dự của Trinidad và Tobago hay Jamaica. Đội tuyển Curacao từng được dẫn dắt bởi huyền thoại bóng đá Hà Lan Patrick Kluivert, danh thủ có bố là người Suriname, mẹ là người Curacao. Kluivert chỉ làm việc ở đội tuyển quê mẹ chưa đầy một năm trước khi ra đi vào năm 2016. Kể từ đó đến giờ, Curacao được dẫn dắt bởi Zemko Bisentini, cũng là một huấn luyện viên người Hà Lan. King Cup năm 2019 sẽ được tổ chức tại sân Chang Arena của câu lạc bộ Buriram United. Đội bóng Lương Xuân Trường đang đầu quân. Giải sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 8 tháng 6. Bốn đội sẽ chia thành hai cặp đấu loại trực tiếp, Việt Nam đấu Curacao, Thái Lan đấu Ấn Độ. Sau đó chọn ra hai đội thắng vào chung kết, hai đội thua sẽ tranh hạng 3 và hạng 4. Tất cả các trận đấu King Cup đều thuộc khuôn khổ FIFA Day và sẽ được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7. Báo Thái Lan phát hiện mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại King Cup. Tờ thể thao hàng đầu Thái Lan TM Sports cho rằng mục tiêu của đội tuyển Việt Nam tại King Cup năm 2019 không phải là chức vô địch. Vào tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự giải bóng đá giao hữu King Cup năm 2019 diễn ra tại Thái Lan. Ngoài đội bóng chủ nhà, giải đấu còn có sự góp mặt của 3 đội tuyển gồm Ấn Độ, Curacao và đội tuyển Việt Nam. Theo kế hoạch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ hội quân vào cuối tháng 5 để chuẩn bị cho giải đấu lâu đời nhất xứ Chùa Vàng. Đây được xem là cơ hội để đội tuyển Việt Nam cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng FIFA bởi King Cup năm 2019 diễn ra vào thời điểm FIFA Day và được tính điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Sau trận thua ở vòng loại U23 châu Á trước U23 Việt Nam, truyền thông cũng như người hâm mộ Thái Lan đều kỳ vọng vào hai đội bóng có thể phân cao thấp ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Chính vì vậy, ngay khi thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận lời tham dự King Cup, giải đấu lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của người hâm mộ hai nước. Mới đây, tờ thể thao hàng đầu Thái Lan TM Sports đã có bài viết nhận định về mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở King Cup năm 2019. Theo tác giả, dù mang tới xứ sở Chùa Vàng đội hình mạnh nhất, nhưng mục tiêu của Rồng Vàng không hẳn là chức vô địch,
Bài viết có đoạn đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự King Cup lần thứ 47. Họ sẽ mang tới Thái Lan lực lượng mạnh nhất hiện có, bởi King Cup trùng với ngày FIFA Day. Kết quả các trận đấu sẽ ảnh hưởng tới thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA của Việt Nam. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sẽ không đặt mục tiêu phải chiến thắng, thậm chí không mặn mà gì với chức vô địch King Cup, bởi Rồng Vàng chỉ coi giải đấu sắp tới là nơi thử nghiệm chiến thuật và đội hình trước vòng loại World Cup 2022. Tờ CM Sports nhận định, tại King Cup năm 2019, Công Phượng và đồng đội sẽ so tài với đội tuyển Curacao ở trận mở màn. Đội tuyển Curacao đến từ khu vực CONCACAF, được đánh giá cao nhất ở King Cup năm 2019 với vị trí thứ 82 trên bảng xếp hạng FIFA và sở hữu nhiều chân sút chất lượng. Trong đội hình của Curacao có nhiều cầu thủ tên tuổi từng thi đấu ở giải Ngoại Anh như hậu vệ Cuco Martina thi đấu cho Southampton hay Bakuna thi đấu cho Aston Villa. Đặc biệt, cầu thủ Martina từng ghi siêu phẩm vào lưới Arsenal năm 2015. Thủ quân Curacao cũng đang là cầu thủ thi đấu nhiều trận nhất cho đội tuyển Curacao với 40 trận. Mục tiêu của đội tuyển Curacao tại King Cup năm 2019 là cọ sát thử nghiệm chiến thuật và đội hình, bởi sau đó ít ngày, đội bóng tới từ khu vực CONCACAF và Caribe sẽ tham dự vòng chung kết Gold Cup năm 2019, giải đấu quy tụ các đội mạnh ở Bắc Trung Mỹ và Caribe. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam và Curacao, hai đội có thứ hạng FIFA cao nhất so tài với nhau, thì đội chủ nhà Thái Lan sẽ tiếp đón Ấn Độ ở bán kết 2. Hai đội thắng bán kết sẽ tranh chức vô địch vào ngày 8 tháng 6. Hai đội thua trận còn lại sẽ tranh giải 3-4. King Cup năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 trên sân Chang Jiana của Buriam. Đây là lần thứ hai đội tuyển Việt Nam tham dự giải đấu này. Ở lần góp mặt đầu tiên năm 2006, thầy trò Alfred Gideon vào tới chung kết trước khi thua chính đội chủ nhà với tỷ số 1-3. Công Phượng sân trường về nước để đấu King Cup với Thái Lan. Nếu không có gì bất ngờ, Công Phượng, Văn Lâm, Xuân Trường sẽ hội quân cùng đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5 này. Thông tin từ huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gọi 100 cầu thủ hội quân cho U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, gây nên sự xáo trộn trong dư luận Việt Nam. Tuy nhiên, VFF đã chính thức xác nhận không có chuyện thầy Park gọi 100 cầu thủ để tập trung cho hai đội tuyển. Danh sách 100 cầu thủ sơ bộ, còn số quân tập trung cho U23 Việt Nam chỉ là vào khoảng 70 cầu thủ. Một thông tin được người hâm mộ quan tâm khác là liệu 3 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài gồm Nguyễn Công Phượng, Đặng Văn Lâm, Lương Xuân Trường có về nước để phục vụ cho đội tuyển Việt Nam hay không? Một lãnh đạo của VFF nói với báo chí là điều này hoàn toàn xảy ra khi hội quân của đội tuyển Việt Nam rơi vào đúng dịp FIFA Day, tức là tháng 6 năm nay, đồng nghĩa với các câu lạc bộ có trách nhiệm tạo điều kiện cho các cầu thủ trở về phục vụ cho đội tuyển quốc gia. Đương nhiên, Công Phượng, Xuân Trường, Văn Lâm sẽ góp mặt ở đội tuyển quốc gia nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo muốn có sự phục vụ của 3 cầu thủ này. Vào cuối tháng 5, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị cho King Cup năm 2019 tại Thái Lan. Đây là giải giao hữu nhưng nó có tính chất rất quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc tích lũy điểm để có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang có thứ hạng 16 ở châu Á và 98 ở thế giới. Nếu giữ được vị trí thứ hạng như hiện nay, đội tuyển Việt Nam sẽ nằm ở nhóm 2 trong việc bốc thăm chia bảng vòng chung kết World Cup 2022 và Asian Cup 2023. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam thi đấu không tốt ở King Cup sẽ dễ đánh mất vị trí thứ 16 ở châu Á. Lúc đó, đội tuyển Việt Nam rơi vào nhóm 3, đồng nghĩa khó khăn sẽ đến với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại King Cup năm 2019, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ gặp đội tuyển Curacao ở bán kết, còn nước chủ nhà Thái Lan sẽ đụng độ đội tuyển Ấn Độ. Curacao được đánh giá là một trong đối thủ rất mạnh đối với đội tuyển Việt Nam. Họ được ví như đội tuyển Hà Lan thu nhỏ và có thứ hạng 82 trên bảng xếp hạng FIFA, tức là cao hơn 16 bậc so với thứ hạng của đội tuyển Việt Nam, vị trí thứ 98 trên bảng xếp hạng FIFA. Tân huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan cũng tuyên bố sẽ hạ Việt Nam và các đối thủ còn lại để vô địch King Cup năm 2019. Tất nhiên, mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo cũng gói gọn ở chức vô địch ngay trên đất Thái Lan. Nóng, Việt Nam đụng độ Thái Lan ở trận đấu King Cup năm 2019.
Như vậy là kịch bản được chờ đợi nhất, Việt Nam đụng độ Thái Lan ở King Cup năm 2019 đã chính thức thành sự thật. Vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, lễ bốc thăm chia cặp đấu tại King Cup năm 2019 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo đó, Việt Nam sẽ đụng độ đội chủ nhà Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 5 tháng 6 theo giờ địa phương. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30, Curacao sẽ đụng độ Ấn Độ. Trận tranh giải ba giữa hai đội thua trận sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 8 tháng 6. Còn trận tranh giải nhất nhì giữa hai đội thắng, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 cùng ngày. King Cup năm 2019 sẽ là sân chơi cả Việt Nam và Thái Lan đều dùng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Giải đấu này cũng được tính điểm xếp hạng FIFA và có thể ảnh hưởng tới việc Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống nào khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup. Hiện trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang đứng hạng 98 và tính riêng ở khu vực châu Á là hạng 16. Nếu không bị tụt hạng ở khu vực châu Á, chúng ta sẽ thuộc nhóm hạt giống số 2, còn nếu tụt hạng, chúng ta sẽ vào nhóm hạt giống số 3. Vòng loại thứ hai World Cup năm 2022, khu vực châu Á sẽ có 40 đội chia làm 8 bảng thi đấu. Ở một diễn biến khác, hiện tại huấn luyện viên Park Hang-seo gần như mất hết tiền đạo trước King Cup năm 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang rơi vào tình thế khá khó khăn trước King Cup năm 2019 khi các tiền đạo quen thuộc của ông ở các chiến dịch lớn như AFF Cup hay Asian Cup đến nay đều chấn thương hoặc không có phong độ cao. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lại triệu tập đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho King Cup năm 2019, giải đấu giao hữu quốc tế cấp độ FIFA được tổ chức tại Buriram, Thái Lan. Đây là một giải đấu có ý nghĩa quan trọng, có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời cũng là dịp chuẩn bị của dòng vàng trước lượt trận vòng loại World Cup năm 2022 diễn ra từ tháng 9 năm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất thành công khi cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại các đấu trường AFF Cup và Asian Cup. Những thành công ấy ít nhiều cũng đã phải trả giá bằng một cái giá nào đó. Trong số 5 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vừa trở về từ Asian Cup năm 2019, ngoài Công Phượng đang thi đấu ở nước ngoài, Đức Trinh, Văn Đức, Tiến Linh hoặc bị chấn thương hoặc chưa có phong độ tốt nhất, chỉ có duy nhất mỗi cái tên Văn Toàn giữ được phong độ. Điều đó đặt ra một dấu hỏi rất lớn cho thầy Park trong bài toán hàng công của đội tuyển Việt Nam trước ngày lên đường sang Thái Lan vào tháng 6 tới đây. Bắt đầu từ Công Phượng, người hùng đã đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup năm 2019 sau bàn thắng xuất quỷ nhập thần vào lưới Jordan. Cầu thủ này đang trải qua chuỗi ngày gian khó ở Hàn Quốc, trải qua suốt 9 vòng đấu ở K-League, chưa tính đấu cúp. Công Phượng trận đá trận không và chưa ghi được một bàn thắng nào cho Incheon United. Tình hình những người đồng đội của Công Phượng cũng không khả quan lắm ở V-League. Phan Văn Đức không may dính chấn thương khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu, trong khi Tiến Linh thì vẫn đang trên đà hồi phục sau chấn thương gặp phải ở vòng loại U23 châu Á, chưa chắc có thể lấy lại phong độ đỉnh cao. Buồn nhất lúc này là Hà Đức Trinh, học trò cưng của thầy Park, tiền đạo sát thủ ở vòng loại U23 châu Á năm 2020, lúc này mới chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng suốt thời gian qua ở V-League và nhận không ít lời chỉ trích từ chính người thầy của mình ở câu lạc bộ. Trong số những tiền đạo kể trên, chỉ có duy nhất Văn Toàn là điểm sáng. Anh đang cùng với Phạm Trung Tính của câu lạc bộ Khánh Hòa dẫn đầu danh sách cầu thủ Việt Nam ghi bàn ở V-League. Văn Toàn chắc chắn sẽ khiến ông Park hài lòng và gần như chắc suất được triệu tập ở King Cup tới đây. Thế nhưng chỉ một cánh én Văn Toàn là chưa đủ để đội tuyển Việt Nam làm nên mùa xuân trên đất Thái. Ông Park Hang-seo lúc này đang lên kế hoạch tìm kiếm cầu thủ trả lời cho dấu hỏi của mình. Song hành cùng việc vi hành qua các sân cỏ V-League, ông phối hợp với VFF đi trinh sát phong độ của cầu thủ Việt kiều, mà cụ thể đây là Alexander Đặng, trung phong cắm chủ lực của câu lạc bộ Nesocha Na Uy và là họng pháo đầy triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Đặt giả thuyết ông Park có ưng Alexander Đặng, nhưng anh gần như không thể về đội tuyển Việt Nam thi đấu ở King Cup do những thủ tục nhập tịch rất phức tạp. Vậy thầy Park sẽ phải giải quyết vấn đề tiền đạo như thế nào đây? Nóng, Việt Nam đụng độ Thái Lan ở trận đấu King Cup năm 2019. Như vậy là kịch bản được chờ đợi nhất, Việt Nam đụng độ Thái Lan ở King Cup năm 2019 đã chính thức thành sự thật. Vào lúc 14 giờ ngày hôm nay, lễ bốc thăm chia cặp đấu tại King Cup năm 2019 đã diễn ra tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Theo đó, Việt Nam sẽ đụng độ đội chủ nhà Thái Lan. Trận đấu diễn ra vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 5 tháng 6 theo giờ địa phương. Trước đó, vào lúc 15 giờ 30, Curacao sẽ đụng độ Ấn Độ. Trận tranh giải ba giữa hai đội thua trận sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 ngày 8 tháng 6. Còn trận tranh giải nhất nhì giữa hai đội thắng, trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 45 cùng ngày.
King Cup năm 2019 sẽ là sân chơi cả Việt Nam và Thái Lan đều dùng để chuẩn bị cho vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Giải đấu này cũng được tính điểm xếp hạng FIFA và có thể ảnh hưởng tới việc Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống nào khi bốc thăm chia bảng vòng loại World Cup. Hiện trên bảng xếp hạng FIFA, Việt Nam đang đứng hạng 98 và tính riêng ở khu vực châu Á là hạng 16. Nếu không bị tụt hạng ở khu vực châu Á, chúng ta sẽ thuộc nhóm hạt giống số 2, còn nếu tụt hạng, chúng ta sẽ vào nhóm hạt giống số 3. Vòng loại thứ hai World Cup năm 2022, khu vực châu Á sẽ có 40 đội chia làm 8 bảng thi đấu. Ở một diễn biến khác, hiện tại huấn luyện viên Park Hang-seo gần như mất hết tiền đạo trước King Cup năm 2019. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang rơi vào tình thế khá khó khăn trước King Cup năm 2019 khi các tiền đạo quen thuộc của ông ở các chiến dịch lớn như AFF Cup hay Asian Cup đến nay đều chấn thương hoặc không có phong độ cao. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ lại triệu tập đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho King Cup năm 2019, giải đấu giao hữu quốc tế cấp độ FIFA được tổ chức tại Buriram, Thái Lan. Đây là một giải đấu có ý nghĩa quan trọng, có thể ảnh hưởng đến thứ hạng của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, đồng thời cũng là dịp chuẩn bị của dòng vàng trước lượt trận vòng loại World Cup năm 2022 diễn ra từ tháng 9 năm nay. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã rất thành công khi cùng đội tuyển Việt Nam chinh chiến tại các đấu trường AFF Cup và Asian Cup. Những thành công ấy ít nhiều cũng đã phải trả giá bằng một cái giá nào đó. Trong số 5 tiền đạo của đội tuyển Việt Nam vừa trở về từ Asian Cup năm 2019, ngoài Công Phượng đang thi đấu ở nước ngoài, Đức Trinh, Văn Đức, Tiến Linh hoặc bị chấn thương hoặc chưa có phong độ tốt nhất, chỉ có duy nhất mỗi cái tên Văn Toàn giữ được phong độ. Điều đó đặt ra một dấu hỏi rất lớn cho thầy Park trong bài toán hàng công của đội tuyển Việt Nam trước ngày lên đường sang Thái Lan vào tháng 6 tới đây. Bắt đầu từ Công Phượng, người hùng đã đưa đội tuyển Việt Nam vào tứ kết Asian Cup năm 2019 sau bàn thắng xuất quỷ nhập thần vào lưới Jordan. Cầu thủ này đang trải qua chuỗi ngày gian khó ở Hàn Quốc, trải qua suốt 9 vòng đấu ở K-League, chưa tính đấu cúp. Công Phượng trận đá trận không và chưa ghi được một bàn thắng nào cho Incheon United. Tình hình những người đồng đội của Công Phượng cũng không khả quan lắm ở V-League. Phan Văn Đức không may dính chấn thương khi mùa giải mới còn chưa bắt đầu, trong khi Tiến Linh thì vẫn đang trên đà hồi phục sau chấn thương gặp phải ở vòng loại U23 châu Á, chưa chắc có thể lấy lại phong độ đỉnh cao. Buồn nhất lúc này là Hà Đức Trinh, học trò cưng của thầy Park, tiền đạo sát thủ ở vòng loại U23 châu Á năm 2020, lúc này mới chỉ ghi được vỏn vẹn một bàn thắng suốt thời gian qua ở V-League và nhận không ít lời chỉ trích từ chính người thầy của mình ở câu lạc bộ. Trong số những tiền đạo kể trên, chỉ có duy nhất Văn Toàn là điểm sáng. Anh đang cùng với Phạm Trung Tính của câu lạc bộ Khánh Hòa dẫn đầu danh sách cầu thủ Việt Nam ghi bàn ở V-League. Văn Toàn chắc chắn sẽ khiến ông Park hài lòng và gần như chắc suất được triệu tập ở King Cup tới đây. Thế nhưng chỉ một cánh én Văn Toàn là chưa đủ để đội tuyển Việt Nam làm nên mùa xuân trên đất Thái. Ông Park Hang-seo lúc này đang lên kế hoạch tìm kiếm cầu thủ trả lời cho dấu hỏi của mình. Song hành cùng việc vi hành qua các sân cỏ V-League, ông phối hợp với VFF đi trinh sát phong độ của cầu thủ Việt kiều, mà cụ thể đây là Alexander Đặng, trung phong cắm chủ lực của câu lạc bộ Nesocha Na Uy và là họng pháo đầy triển vọng của đội tuyển Việt Nam. Đặt giả thuyết ông Park có ưng Alexander Đặng, nhưng anh gần như không thể về đội tuyển Việt Nam thi đấu ở King Cup do những thủ tục nhập tịch rất phức tạp. Vậy thầy Park sẽ phải giải quyết vấn đề tiền đạo như thế nào đây? Ba lợi thế của đội tuyển Việt Nam khi đối đầu với Thái Lan tại King Cup. Bỏ qua những chiêu trò của bầy voi chiến, dường như là sợ lỡ cơ hội chạm trán Việt Nam nên đã chủ động đấu thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong ngày ra quân. Trước năm 2018, khi hai đội gặp nhau, Thái Lan luôn ở thế kéo trên. Tuy nhiên, phù thủy Park Hang-seo xuất hiện đã phù phép biến Việt Nam thành ông trùm của Đông Nam Á. Dù không muốn, nhưng Thái Lan buộc phải chấp nhận sự thật. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo giờ đây là đội bóng số 1 của khu vực. Việc U23 Thái Lan thảm bại 4-0 trước U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á càng khiến cho mối thâm thù giữa hai đội càng trở thêm sâu đậm. Người hâm mộ và giới chuyên môn Thái Lan cho rằng trận thua này chỉ là tai nạn nhất thời, bóng đá nước này vẫn rất mạnh và đẳng cấp hơn Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên mà Liên đoàn bóng đá Thái Lan kiên trì gửi thư mời Việt Nam dự King Cup năm 2019 và phải đến lần thứ 3 mới nhận được sự đồng ý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Thái Lan rất máu và muốn thắng đậm Việt Nam để lấy lại vị thế ông vua khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đôi khi mong ước thường tốt đẹp nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Dưới đây là 3 lý do khiến Thái Lan gặp bất lợi trong cuộc quyết chiến với Việt Nam. 1. Ám ảnh với tâm lý buộc phải thắng. Điểm yếu này Việt Nam đã từng mắc phải khi gặp Thái Lan trước năm 2018. Thời điểm đó, trong tư tưởng của các cầu thủ, quan chức bóng đá Việt Nam, mỗi khi gặp Thái Lan đều muốn hạ nhục đối thủ. Thế nhưng do tâm lý quá căng cứng, không kiểm soát được cảm xúc
nên thường dẫn đến sai sót và bị Thái Lan trừng phạt bằng những đòn hồi mã thương. Kiatisak, huyền thoại bóng đá Thái Lan, từng chỉ ra điểm yếu của cầu thủ Việt Nam và tuyên bố 10 năm nữa Việt Nam mới có cửa thắng 7 voi chiến. Thế nhưng sau đó, Zico Thái Lan tuyên bố rút lại lời nhận định trên sau khi chứng kiến thành công liên tiếp của U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo. Giờ đây khi hai đội gặp lại, Thái Lan là đội cay cú máu đánh bại Việt Nam hơn. Ngược lại, Việt Nam có tâm lý thoải mái và hưng phấn hơn khi ông Park tuyên bố Việt Nam không cần để ý đến Thái Lan. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo là đưa bóng đá Việt Nam tiệm cận với trình độ bóng đá châu Á và nhắm đến World Cup. 2. Ba ngôi sao sáng giá nhất của Thái Lan tập trung muộn. Đây là lý do bất khả kháng do các câu lạc bộ tại J-League không chịu nhả người. Theo quy định của FIFA, phải đến vòng 14 của J-League kết thúc vào ngày 1 tháng 6, tiền vệ Messi Thái Chanathit Songkasin mới được câu lạc bộ Hokkaido Consadole Sapporo, tiền vệ Thitifan của câu lạc bộ Oita Trinita và đội trưởng Bumathan của câu lạc bộ Ikahamo Mizuno mới có thể về Bangkok chuẩn bị cho King Cup. Huấn luyện viên tạm quyền Shiesak chỉ có thể than trời trước thông tin bất lợi này. Như vậy, ba trụ cột này chỉ có 3 ngày giáp đội hình tập chiến thuật cùng Thái Lan trước khi ra sân đấu với Việt Nam ngày 5 tháng 6. Có thể nói khoảng thời gian 3 ngày là quá ngắn để rèn những bài chiến thuật độc hiểm đánh bại Việt Nam. Hơn nữa, 3 ngày này cũng không thể giải quyết việc hồi phục và nâng cao thể lực đối với Chanathip, Thitipan và Bunmathan sau thời gian dài chinh chiến tại J-League. 3. AFC cảnh cáo Thái Lan vì bổ nhiệm huấn luyện viên không đạt chuẩn. Đây là đòn giáng mạnh vào nền bóng đá Thái Lan bởi nước này đang rất bị động trong việc chọn huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia. Được đưa lên làm huấn luyện viên tạm quyền, ông Shizisak từng dẫn dắt 7 voi chiến thi đấu khá ấn tượng tại Asian Cup năm 2019, Cúp Trung Quốc. Thái Lan rất muốn ông Shizisak làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, nhưng đáng tiếc là nhà cầm quân này lại không có bằng FIFA. Thái Lan từng 3 lần hạ mình năn nỉ AFC phá lệ cho ông Shizisak nợ bằng. King Cup là lần thứ 3 Liên đoàn bóng đá châu Á đồng ý để ông Shiesak, một huấn luyện viên không có bằng cấp, nắm Thái Lan. Tuy nhiên, quá tam ba bận, AFC vừa gửi thông báo gõ Thái Lan vì sự đăng ký không hợp lệ này. Theo đó, AFC đã gạch tên ông Shiesak ra khỏi vai trò thuyền trưởng tạm quyền của Thái Lan tại vòng loại World Cup năm 2022 và yêu cầu nước này đăng ký bổ sung huấn luyện viên trưởng mới đạt chuẩn theo yêu cầu của FIFA. Nếu Thái Lan chơi chiêu lách luật sẽ đối mặt với án trừng phạt nặng từ phía FIFA và AFC. Vậy với những lợi thế như trên, đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo hoàn toàn tự tin vào việc đấu trí với đội tuyển Thái Lan trên đất Buriam. Công Phượng ơi, về nhà đi. Về nhà đi Công Phượng, nhiều cổ động viên Việt Nam đã đăng tải điều này với mong muốn tiền đạo đang khoác áo Incheon United có thể được chơi bóng nhiều hơn. Tối ngày 6 tháng 5, bộ phim Về nhà đi con bất ngờ thay đổi kế hoạch. Từ chiếu 5 tập trên một tuần, nay chỉ còn 1 tập trên một tuần. Bộ phim Về nhà đi con là chủ đề về gia đình, đang nhận được sự yêu mến rất lớn của khán giả. Về nhà đi, đó cũng là thông điệp đang được nhiều cổ động viên Việt Nam nhắn nhủ đến Công Phượng trên mạng xã hội. Không khó để bạn có thể tìm thấy những câu kêu gọi Về nhà đi Công Phượng, chỉ khác với Về nhà đi con đang gây sốt theo chiều hướng tích cực thì bất ngờ bị hoãn lại. Còn với Công Phượng, lời kêu gọi về nhà đi lại diễn ra theo cảm tính với một tình cảnh hoàn toàn thất vọng. Người hâm mộ chỉ ước gì bộ phim Công Phượng về nhà đi. Công Phượng ơi, về nhà đi. Về đi Công Phượng, sao phải chịu khổ ở Incheon. Công Phượng ơi, về với Hoàng Anh Gia Lai đi, về với Văn Toàn. Công Phượng là cầu thủ được yêu mến nhất Việt Nam, nên cổ động viên dành sự quan tâm là điều không khó hiểu. Chỉ có một nỗi buồn lớn với người hâm mộ là Công Phượng đang bị bỏ rơi ở Incheon khi hai trận đấu liên tiếp anh không được đăng ký thi đấu ở K-League năm 2019. Với một cầu thủ chuyên nghiệp, chuyện không có tên trong danh sách thi đấu trong tình trạng khỏe mạnh đồng nghĩa với việc không phù hợp với lối chơi của toàn đội, hoặc huấn luyện viên cảm thấy cầu thủ này không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn. Incheon United trong cảnh khó khăn vẫn quyết định cho Công Phượng ngồi chơi xơi nước, tức tình cảnh của tiền đạo xứ Nghệ đang thực sự rất đáng lo ngại trong thời gian tới. Liệu Công Phượng có nên suy nghĩ về chuyện sớm trở lại Việt Nam khi cuối năm nay có SEA Games 30 và vòng loại World Cup năm 2022? Năm 2016, Công Phượng sang Nhật Bản cũng rơi vào tình cảnh bị bỏ đói bóng đá khi không có nhiều cơ hội được chơi bóng tại J-League 2. Công Phượng trở về Việt Nam đã chia sẻ đầy xúc động trong ngày hội quân với đội tuyển Việt Nam. Chuyện không được ra sân thi đấu thì tôi cảm thấy rất buồn. Dĩ nhiên, bóng đá không thể áp đặt tính bắc cầu
để cho rằng Công Phượng dự bị ở Incheon sẽ rơi vào cảnh đánh rơi phong độ như năm 2016 trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Thế nhưng Công Phượng bây giờ đang ở độ tuổi 9 của sự nghiệp, phong độ cao nhất, khát vọng lớn nhất, quả là nuối tiếc nếu để Phượng chịu cảnh dự bị. Về nhà đi Công Phượng, một giải pháp không tồi nếu Incheon United không muốn sử dụng chân sút xứ Nghệ. Nhưng một giải pháp tốt hơn là Công Phượng hoàn thiện bản thân để khẳng định tài năng. Chẳng lẽ mỗi lần gặp khó lại chọn cách quay về với V-League hay sao? Bóng đá không có chỗ cho những cầu thủ thiếu cầu tiến. Công Phượng bây giờ phải xác định lại mọi thứ để có quyết định tốt nhất cho chính mình. Vì Công Phượng không còn trẻ để nói chuyện không được đá chính thì cũng học hỏi được nhiều điều. Incheon United cũng chưa hẳn là đội bóng có nhiều điều để Công Phượng phải học hỏi. Nhưng nếu cứ gặp khó khăn lại quay đầu thì đâu còn là bản lĩnh. Vậy về nhà hay không, đó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh ý chí của Công Phượng. Công Phượng chỉnh làng kiểu tóc mới, mong đầu mới sẽ đổi vận ở Incheon. Mong tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn để khẳng định bản thân, Công Phượng vẫn đang tích cực tập luyện. Mới đây tiền đạo người Nghệ An đã ra mắt kiểu tóc mới ở Incheon United. Trong buổi tập mới đây của Incheon United, Công Phượng đã chỉnh làng kiểu tóc mới khá bành bao. Ai cũng biết sau khi huấn luyện viên Anesen rời Incheon United, vị thế của Công Phượng trong đội hình cũng bị lung lay dữ dội. Trong hai vòng đấu liên tiếp vừa qua, Công Phượng đã không được huấn luyện viên Lim Jong-ung đăng ký thi đấu. Thậm chí, chia sẻ với truyền thông, tân huấn luyện viên của Incheon United còn khẳng định thể lực của Công Phượng khó cạnh tranh được vị trí ở K-League. Có lẽ mong muốn đổi vận, Công Phượng đã chỉnh làng mái tóc vàng óng khá nổi bật. Xuất hiện kiểu tóc mới nhưng thái độ luyện tập của Công Phượng cũng vẫn rất nghiêm túc. Anh và các đồng đội hoàn thành đầy đủ giáo án luyện tập mà huấn luyện viên Lim Jong-ung đưa ra. Một năm về trước, ở Hoàng Anh Gia Lai, Công Phượng cũng có mái tóc khá nhẹ nhàng và dễ thương. Tuy nhiên, khi lên đội tuyển, CP10 lại xuất hiện với mái tóc mì tôm khá nổi bật. Năm 2018, khi cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam vô địch AFF Cup, Phượng có mái tóc khá đẹp. Hình ảnh này là Công Phượng trong mái tóc bấm khá ngố khi tập trung cùng đội tuyển quốc gia Việt Nam. Có lẽ dù thay đổi kiểu tóc như thế nào đi chăng nữa, ai đã là fan của Công Phượng rồi thì mọi thứ đều hoàn hảo trong mắt họ. Với đội hình này, đội tuyển Việt Nam đủ sức làm gói người Thái. Đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ chủ nhà Thái Lan ở trận đấu đầu tiên tại King Cup năm 2019. Và với 11 cái tên dự kiến này, những ngôi sao vàng đủ sức tiếp chiêu voi chiến. Thủ môn Đặng Văn Lâm, vị trí số 1 trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam nhiều khả năng sẽ thuộc về Văn Lâm vì lý do. Thứ nhất, anh đang có phong độ tốt và thường xuyên ra sân trong màu áo Mường Thông United. Thứ hai, thủ thành Việt Kiều có vốn am hiểu bóng đá, cũng như một số cầu thủ trong thành phần đội tuyển Thái Lan đơn cử là người đồng đội Terasin Dangda. So với những cái tên sáng giá còn lại như Mạnh Tuấn, Tuấn Linh, Văn Toản thì Văn Lâm vẫn nhỉnh hơn. Trung vệ Duy Mạnh, Đình Trọng, Ngọc Hải. Bộ ba trung vệ từng thành công tại AFF Cup năm 2018 sẽ tiếp tục được trọng dụng. Bộ ba từng sát cánh với nhau tại AFF Cup năm 2018 có thể được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng giao trọng trách ở trận đấu với đội tuyển Thái Lan. Nếu như Duy Mạnh và Đình Trọng đang thể hiện được sự ổn định thì người hâm mộ lại dành sự lo lắng cho Quế Ngọc Hải khi anh vừa trải qua 4 trận bị treo giò vì án phạt của VFF. Tuy nhiên, với đẳng cấp và kinh nghiệm đối đầu với các đội tuyển Thái Lan trong quá khứ, chắc chắn trung vệ đang khoác áo Viettel sẽ mang đến những đóng góp chuyên môn tích cực. Hậu vệ phải Tấn Tài. Vị trí hậu vệ phải có lẽ sẽ khiến thầy Park phải đau đầu khi hai ứng cử viên sáng giá Trọng Hoàng và Văn Thanh dù đang khỏe mạnh nhưng vẫn chưa thể có được phong độ tốt cũng như cảm giác bóng tốt nhất. Nếu như Trọng Hoàng phải ngồi ngoài đến hết lượt đi V-League thì Văn Thanh mới vừa tái xuất trong trận đấu với Nam Định ở vòng 8 V-League vừa qua. Và một cái tên đáng lưu ý xứng đáng được trao gửi niềm tin chính là Hồ Tấn Tài của Bình Dương. Hậu vệ trái Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu ở vị trí hậu vệ trái chắc chắn là bất khả xâm phạm. Cậu út luôn cho thấy sự điềm tĩnh và hiệu quả trong những trận đấu đã qua tại V-League trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Có Văn Hậu, thầy Bắc có thể yên tâm ở hành lang cánh trái. Tiền vệ trung tâm Hùng Dũng, Khắc Ngọc. Một vị trí cũng mang đến nhiều sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam chính là tiền vệ trung tâm.
Bởi lẽ ngoài Hùng Dũng, người đang thi đấu lên chân và cực kỳ ổn định, thì việc lựa chọn cái tên đá cặp cùng anh sẽ khiến vị chiến lược gia người Hàn Quốc đau đầu. Lương Xuân Trường, một cầu thủ đang thi đấu tại Thái Lịch nhưng lại không được thi đấu thường xuyên, có thể sẽ phải nhường vị trí cho một gương mặt đang tạo ấn tượng tốt, đó là Hồ Khắc Ngọc. Khả năng quán xuyến tuyến giữa và quyết liệt trong tranh chấp đang giúp số 12 của Sông Lam Nghệ An ghi điểm với ban huấn luyện đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo phải Quang Hải. Sau thời gian trịch choạc khi trở về từ Asian Cup năm 2019, quả bóng vàng Việt Nam năm 2018 đã lấy lại được hình ảnh của mình với màn trình diễn ấn tượng ở cả đấu trường V-League và AFC Cup. Không cần phải bàn cãi quá nhiều khi Hải Con chắc chắn sẽ là ngòi nổ quan trọng của những ngôi sao vàng tại hành trình King Cup năm 2019 và vị trí chính thức ở cánh phải sẽ dành cho anh. Tiền đạo trái Văn Toàn. Văn Toàn đang có phong độ rất ấn tượng trong màu áo Hoàng Anh Gia Lai ở V-League năm 2019 và anh đã có 4 bàn thắng dành riêng cho mình. Anh chính là mũi nhọn chủ lực của đội bóng Phố Núi. Vì thế, anh luôn là địa chỉ đáng tin cậy của những đường chuyền phát động tấn công của đội nhà. Nhanh, kỹ thuật và di chuyển thông minh, Văn Toàn hứa hẹn sẽ là vũ khí lợi hại của đội tuyển Việt Nam trước cuộc đối đầu với Thái Lan. Trung phong Nguyễn Công Phượng. Nguyễn Công Phượng chưa được ra sân thường xuyên ở Incheon United và dấu hỏi về phong độ cũng như tâm lý thi đấu đã được đặt ra. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, anh chính là cái tên xứng đáng được giao trọng trách thi đấu cao nhất trên hàng công cùng đội tuyển quốc gia. Hà Đức Chinh được thi đấu thường xuyên ở SHB Đà Nẵng nhưng tính hiệu quả vẫn chưa được huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đánh giá cao. Nguyễn Tiến Linh chỉ mới trở lại sau chấn thương, trong khi đó lão tướng Anh Đức vẫn còn bỏ ngỏ khả năng trở lại đội tuyển quốc gia. Công Phượng, Xuân Trường với nỗi ám ảnh Sa Pleiku là báo tố. Tuần qua, Công Phượng và Xuân Trường liên tục nhận những tin không vui từ câu lạc bộ chủ quản. Nhiều tờ báo ở Việt Nam cũng đặt ra giả thuyết về khả năng trở lại V-League của hai ngôi sao này. Xuất ngoại thi đấu từ đầu mùa giải năm 2019, Nguyễn Công Phượng và Lương Xuân Trường mang theo niềm hy vọng của người hâm mộ nước nhà. Đây là lần thứ hai họ xuất ngoại, lần đầu vào năm 2016. Và đều tất cả mong muốn chính là được thấy hai cầu thủ quân cưng có thêm kinh nghiệm, đạt sức bật về phát triển và quan trọng nhất là được ra sân thi đấu thường xuyên. Nhưng xem ra tất cả đã đi theo một đường hướng khác và cứ mỗi tuần lễ trôi qua, những người yêu mến Công Phượng, Xuân Trường lại hồi hộp chờ đợi hai cái tên này có được góp mặt trong đội hình chính hay danh sách đăng ký thi đấu hay không. Tình cảnh có vẻ sáng lạn hơn so với 3 năm về trước. Song khi cả hai đã bước sang tuổi 24 thì việc ngồi ngoài quá nhiều ít nhiều sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến phong độ cũng như sự phát triển của họ. Sa Pleiku, Công Phượng và Xuân Trường đối mặt với quá nhiều khó khăn. Tuần qua, Công Phượng thậm chí còn không được đăng ký trong danh sách thi đấu của Incheon United. Còn Xuân Trường dù được vào sân 30 phút nhưng Buriam đã chấm dứt hy vọng với vòng knockout AFC Champions League. Tính đến thời điểm hiện tại, Công Phượng mới ra sân 6 lần cho Incheon United. Dấu ấn của chân sút chữ nghệ để lại là con số 0 tròn chính, không bàn thắng, không kiến tạo và không động lực. Đích thân huấn luyện viên Lim Jong-un đã công khai chê bai Công Phượng, đồng thời khẳng định không sai khi loại chân sút của đội tuyển Việt Nam ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu. Trước những gì Công Phượng thể hiện, cổ động viên Incheon United đã thừa nhận sự thật đáng lòng về chân sút của Hoàng Anh Gia Lai. Theo đó, họ đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào Công Phượng để rồi thất vọng. Chúng ta đã mở champagne ăn mừng quá sớm sau khi chứng kiến một vài pha bóng đẹp mắt của Công Phượng ở những lần ra sân đầu tiên. Chúng ta đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào anh ấy để rồi tự chuốc lấy thất vọng. Ở Thái Lan, huấn luyện viên Borida Bandrovic của Buriam cũng từng bày tỏ suy nghĩ về Xuân Trường. Xuân Trường là một cầu thủ giỏi nhưng có chút vấn đề về thân hình và thể lực. Cậu ấy cần thời gian để thích ứng với cả đội. Tôi nghĩ Xuân Trường phải làm việc chăm chỉ hơn ở phòng tập gym để cạnh tranh vị trí chính thức. Trong đội hình Buriam United, hiện tại vị trí của Xuân Trường có quá nhiều cầu thủ chất lượng và sẵn sàng để cạnh tranh cho một suất đá chính. Xét từ đầu mùa giải, số trận ra sân của cả hai ngôi sao này chỉ được đếm trên đầu ngón tay và người hâm mộ thật sự lo lắng khi King Cup và vòng loại World Cup năm 2022 đang đến gần. Họ sợ cả Công Phượng và Xuân Trường sẽ không thể cạnh tranh suất đá chính cùng những đồng đội đang thăng hoa tại V-League lẫn những cái tên Việt kiều đang dậy sóng trong thời gian gần đây. Thế mới thấy,
Thời gian ở Hoàng Anh Gia Lai là những ngày tươi đẹp nhất của hai cầu thủ kể trên. Xuân Trường, người đội trưởng gương mẫu, có tiếng nói trong câu lạc bộ và đóng góp quan trọng cho đội bóng. Còn Công Phượng, anh chính là chân sút nội tốt thứ hai tại V-League năm 2018 với 12 pha lập công, chỉ kém Tiến Linh 3 bàn. Họ luôn là hai trong những cái tên bất khả xâm phạm ở đội bóng phố núi trong sa bàn của huấn luyện viên Dương Minh Ninh, thường xuyên được ra sân cống hiến. Dẫu biết rằng việc xuất ngoại thi đấu sẽ mang đến những cơ hội để cả Công Phượng, Xuân Trường phát triển sự nghiệp, tuy nhiên khi chiều hướng của sự việc đang không được khả quan thì việc cân nhắc trở về nơi bắt đầu cũng là một phương án khả dĩ. Bóng đá luôn là nghiệt ngã và rất cần những chiến binh đạt phong độ, cảm giác bóng và bản lĩnh thi đấu. Và đương nhiên, việc ngồi ngoài quá lâu sẽ không bao giờ tốt với những người chiến binh đó. Không những vì danh dự, Việt Nam phải thắng Thái Lan vì điều này. Với lịch thi đấu mới được công bố của King Cup năm 2019, Việt Nam sẽ cần ít nhất 2 trận đấu để có thể đạt được mục tiêu nới rộng khoảng cách điểm với các đối thủ trên bảng xếp hạng FIFA, qua đó tạo lợi thế trong việc phân chia nhóm hạt giống vòng loại World Cup năm 2022. Ngày 8 tháng 5, các cặp đấu bán kết tại giải giao hữu King Cup năm 2019 đã được xác định. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ đọ sức cùng Thái Lan ngay trận đầu tiên tại King Cup năm 2019, diễn ra vào lúc 19:45 phút ngày 5 tháng 6. Trong khi đó, cặp đấu còn lại sẽ là cuộc đọ sức giữa Ấn Độ và Curacao. Với việc các trận đấu tại King Cup sẽ được tính điểm FIFA, Việt Nam sẽ buộc phải giành chiến thắng trước Thái Lan để duy trì lợi thế trong việc giành một suất trong nhóm hạt giống số 2 tại vòng loại World Cup năm 2022. Nếu thắng, Việt Nam sẽ không được tăng quá nhiều điểm, nhưng một thất bại sẽ khiến chúng ta bị trừ điểm khá nặng bởi Thái Lan hiện đang xếp thứ 114 thế giới, kém Việt Nam tới 16 bậc. Hơn nữa, dù gặp Ấn Độ hay Curacao ở trận đấu kế tiếp, rủi ro thua trận cũng là lớn hơn nhiều. Ấn Độ từng vùi dập Thái Lan 4-1 tại Asian Cup vừa qua, trong khi đó sức mạnh của Curacao vẫn là một ẩn số mà chúng ta phải dè chừng. Hiện Việt Nam đang có 1.227 điểm, xếp hạng 98 thế giới, đối thủ cạnh tranh trực tiếp của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trong việc giành một suất trong nhóm 2 vòng loại World Cup năm 2022 là Palestine, 1.224 điểm, xếp hạng 99. Trong tháng 6 tới, nhiều khả năng Palestine cũng có ít nhất một trận giao hữu. Đối thủ đầu tiên của họ có thể là Afghanistan. Theo tính toán của Liên đoàn bóng đá Palestine, nếu giành chiến thắng, họ sẽ giành được ít nhất 4 điểm trên bảng xếp hạng FIFA. Con số vừa đủ để họ vượt qua Việt Nam. Thậm chí, để chắc chắn, phía Palestine cũng sẵn sàng mời một đội bóng có thứ hạng cao hơn đã giao hữu trong tháng 6 để có cơ hội tích góp thêm điểm số. 4 năm trước, Palestine từng trải qua một bài học đau đớn khi dửng dưng với kế hoạch đá giao hữu, rồi tụt xuống nhóm thứ 3 trên bảng xếp hạng FIFA, để rồi phải gặp những đối thủ quá mạnh là UEA và Saudi Arabi ở vòng loại World Cup năm 2018. Đó chắc chắn là sai lầm mà cả Việt Nam và Palestine không muốn lặp lại. Theo quy định, mỗi nhóm hạt giống vòng loại World Cup có 8 đội lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trên bảng xếp hạng FIFA. Nhóm 1 gồm 8 đội đứng đầu châu Á, nhóm 2 gồm 8 đội mạnh tiếp theo. Sau khi chia 40 đội cho 5 nhóm hạt giống, AFC sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng, sao cho mỗi bảng đấu gồm 5 đội đến từ 5 nhóm, là nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5. Các đội có thứ tự tương ứng ở mỗi nhóm đều được ưu tiên không phải xếp cùng bảng với nhau. Công Phượng dự King Cup, Alexander Đặng ít cơ hội về Việt Nam. Trong bối cảnh hàng loạt tiền đạo khác đang sa sút phong độ, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục kỳ vọng Nguyễn Công Phượng sẽ tỏa sáng trên hàng công đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang gặp khó ở vị trí trung phong khi Nguyễn Anh Đức đã giã từ đội tuyển quốc gia. Hà Đức Chinh phong độ không cao, còn Nguyễn Tiến Linh chưa tìm lại được chính mình sau thời gian điều trị chấn thương. Vì vậy, Nguyễn Công Phượng được kỳ vọng sẽ là trụ cột nơi tiền tuyến khi đội tuyển Việt Nam dự King Cup vào tháng 6 tới. Dù anh không được ra sân nhiều trong màu áo Incheon United, theo tìm hiểu của VN Express, Công Phượng đã sớm được đưa vào danh sách chuẩn bị hội quân cùng đội tuyển Việt Nam. Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã cho hay chân sút người xứ Nghệ hoàn toàn có thể về dự King Cup vì giải đấu này diễn ra vào FIFA Day, thời điểm các câu lạc bộ trên thế giới phải nhà người cho đội tuyển quốc gia. Từ khi sang Việt Nam,
huấn luyện viên Park Hang-seo luôn coi Công Phượng là một thành phần nòng cốt trong các đội tuyển. Chân sút trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai cũng tiến bộ rất nhiều, chơi bóng bớt rườm rà và hiệu quả hơn khi được trợ lý Lee Jung-in đích thân kèm cặp chỉ dạy. Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ công bố danh sách đội tuyển vào tuần thứ 3 cuối tháng 5. Đội tuyển sẽ hội quân vào ngày 1 tháng 6 và ngay hôm sau sẽ bay sang Thái Lan. Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan ngày 5 tháng 6. Nếu thắng, thầy trò huấn luyện viên Park sẽ vào chung kết gặp đội thắng ở cặp đấu giữa Ấn Độ và Curacao. Sau giải giao hữu King Cup, Việt Nam sẽ bắt tay vào chiến dịch vòng loại World Cup năm 2022. Do khát tiền đạo, huấn luyện viên Park Hang-seo đã thân chinh sang Na Uy để theo dõi chân sút Việt kiều Alexander Đặng. Sau buổi gặp ngày 5 tháng 4, ông Mikhail Adampou chia sẻ với Europost phiên bản Na Uy rằng huấn luyện viên Park Hang-seo đánh giá cao Alexander Đặng và thân chủ của ông phù hợp với lối chơi của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup năm 2022. Tuy nhiên, sự thật diễn ra lại hoàn toàn trái ngược. Chia sẻ với những người thân tín sau khi trở về từ Na Uy, huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết Alexander Đặng không thể hiện được nhiều và ông không có đề xuất trong danh sách chuẩn bị gọi vào đội tuyển quốc gia. Huấn luyện viên Park Hang-seo thậm chí đã kiến nghị thay đổi cách theo dõi cầu thủ Việt kiều. Theo đó, người VFF thẩm định bước 1, tiếp tới là các trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo rồi mới tới bước cuối cùng mời ông sang trực tiếp xem dò. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không có kế hoạch trở lại Na Uy xem thêm một trận đấu nữa của Alexander Đặng. Ông cho biết mình cần phải tập trung chuẩn bị với những quân bài đang có trong tay. Alexander Đặng năm nay 29 tuổi, có bố là người Việt Nam. Tuy nhiên, anh chưa có quốc tịch Việt Nam và cũng không nói được tiếng Việt. Trong ngày ông Park xem dò, Alexander Đặng có mặt trong đội hình xuất phát của Nesocha. Tuy nhiên, anh chơi mờ nhạt, cả trận đấu chỉ có một cú dứt điểm và đội bóng của anh thua 1-2 trên sân khách. Tuyển Việt Nam dự King Cup bất ngờ với Công Phượng Xuân Trường. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang có sự cân nhắc kỹ lưỡng với trường hợp của Công Phượng và Xuân Trường trong bản danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị cho King Cup năm 2019. Dấu hỏi với Công Phượng Xuân Trường. Sau nhiều trận đấu liên tiếp ngồi dự bị, thậm chí còn không có tên trong danh sách, rốt cuộc Xuân Trường đã ghi dấu ấn của mình tại Thái Lịch với một siêu phẩm giúp Burien giành chiến thắng ở vòng đấu gần nhất. Vốn rất nhạt nhòa kể từ khi sang Thái Lan, bàn thắng đến đúng thời điểm quan trọng nhất của Xuân Trường không chỉ giúp anh tự tin hơn, nhận được sự đánh giá cao hơn của câu lạc bộ mà còn khiến thầy Park phần nào yên tâm trước thềm King Cup. Tuy nhiên, chỉ với một bàn thắng chưa phải là tất cả, Xuân Trường cần thể hiện nhiều hơn nữa nếu tiếp tục được trao cơ hội ra sân ở những vòng đấu tới. Huấn luyện viên Park Hang-seo luôn có sẵn phương án thay thế Xuân Trường như ở ASEAN AF Cup năm 2018 hay gần đây nhất là vòng chung kết Asian Cup năm 2019, nên tỏ ra khó tính về phong độ của tiền vệ người Tuyên Quang. Không chỉ Xuân Trường mà Công Phượng cũng chưa chắc suất lên tuyển Việt Nam. Dù ở trận đấu gần nhất được đá chính ở Incheon dưới sự theo dõi trực tiếp của huấn luyện viên Park Hang-seo, vấn đề của Công Phượng là cảm giác ghi bàn và khả năng phối hợp cùng với các đồng đội. Trong bối cảnh tuyển Việt Nam sắp tới không có Anh Đức hay Tiến Linh, huấn luyện viên Park Hang-seo rất muốn Công Phượng làm tốt nhất có thể, nhưng có vẻ như tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai không có nhiều cơ hội ở Incheon. Rõ ràng thầy Park có lý do để cân nhắc kỹ lưỡng với trường hợp của Xuân Trường và Công Phượng và quyết định của vị chiến lược gia người Hàn Quốc như thế nào thì ông cũng có cái lý riêng của mình. Đội hình nào mạnh nhất cho tuyển Việt Nam? Về cơ bản, ở thời điểm này, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có trong tay bản danh sách dự kiến của đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho King Cup với hơn 30 gương mặt. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng chỉ mang sang Thái Lan 25 cầu thủ bởi King Cup chỉ là giải giao hữu với 2 trận đấu. Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam hội quân tại Hà Nội vào ngày 1 tháng 6 và ngay ngày hôm sau sẽ lên đường sang Thái Lan dự King Cup. Thời gian rất gấp gáp, chỉ có 3 ngày để chuẩn bị cho giải đấu, nên thầy Park buộc phải gọi lại những gương mặt cũ để có thể lắp ráp đội hình cũng như ôn lại bài tủ. Có thể kể đến những cái tên như Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Đình Trọng, Thành Trung, Quế Ngọc Hải, Văn Hậu, Văn Toàn,
Đỗ Hùng Dũng, Đức Huy, Huy Hùng, Huy Hoàng, Đức Trinh hay Mạc Hồng Quân. Riêng 3 trường hợp của Trọng Hoàng, Văn Thanh, Tuấn Anh đang được thầy Park cân nhắc. Trọng Hoàng không thi đấu một trận nào ở V-League, trong khi hai cầu thủ còn lại vẫn chưa phục hồi chấn thương hoàn toàn. Dù vậy, nếu chơi tốt như ở trận gặp Viettel vừa qua, Văn Thanh và Tuấn Anh sẽ thuyết phục được thầy Park. Vấn đề của Duy Mạnh khó bình phục. Chấn thương phù nề dây chằng và viêm xương sụn của Duy Mạnh sau trận làm khách trước Thanh Hóa ở vòng 9 V-League khiến trung vệ này phải nghỉ thi đấu ít nhất khoảng 3 tuần. Rất khó để Duy Mạnh có thể phục hồi kịp để cùng tuyển Việt Nam sang Thái Lan dự King Cup. Đây sẽ là một mất mát lớn đối với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vì Duy Mạnh là một quân bài. Vì Duy Mạnh là một quân bài luôn nằm trong bộ khung vững chắc của thầy Park trong các trận chiến của mình. Đội tuyển Việt Nam sẽ khiến Thái Lan bất ngờ ở King Cup. Dù chỉ là một trận đấu trong khuôn khổ giải đấu giao hữu, nhưng đội tuyển Thái Lan nghiên cứu rất kỹ đội tuyển Việt Nam qua băng hình. Khát khao chiến thắng của họ quá lớn. Và khi người hâm mộ Việt Nam chờ huấn luyện viên Park Hang-seo chơi đòn dĩ độc trị độc, càng nóng mặt trước những thành công của bóng đá Việt Nam trong hơn một năm qua, đặc biệt là thắng đậm 4-0 của đội tuyển U23 Việt Nam trước chính U23 Thái Lan tại vòng loại U23 châu Á hồi đầu tháng 3, bóng đá Thái Lan càng thể hiện khát khao đánh bại đội tuyển Việt Nam tại King Cup. Từ rất sớm, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Thái Lan đã nghiên cứu đội tuyển Việt Nam qua băng hình. Nghiên cứu đối thủ là việc mà mọi nhà chuyên môn trên thế giới đều làm. Nhưng nghiên cứu đối thủ trước tận một tháng cho một trận đấu thuộc giải giao hữu như Thái Lan vừa làm thì đúng là chuyện xưa nay hiếm. Điều đó càng phản ánh bóng đá Thái Lan giờ quá sai đòn trước các đại diện của bóng đá Việt Nam. Sai đòn đến mức họ tìm mọi cách để sớm gặp đội bóng của chúng ta. Và dĩ nhiên họ đã dùng những chiêu trò để gặp được thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thông qua lá phiếu bốc thăm tại King Cup lần này, hòng mong được sớm đánh bại đội tuyển Việt Nam. Nhưng có thể những gì mà huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan nói riêng và bóng đá Thái Lan nói chung nghiên cứu về đội tuyển Việt Nam có thể trở thành công cốc nếu như huấn luyện viên Park Hang-seo cố tình đánh lừa đối thủ. King Cup chỉ là một giải đấu giao hữu và mục tiêu chính của trận đấu này hay giải đấu giao hữu là thử nghiệm rà soát lực lượng chứ không phải là kết quả thắng hay thua. Đội tuyển Việt Nam có thua Thái Lan ở King Cup cũng chẳng phải là thảm họa. Tất nhiên, nói như thế không có nghĩa là đội tuyển Việt Nam không quyết thắng. Nhưng quyết thắng bằng lực lượng nào mới là quan trọng. Đã nói đến giao hữu là nói đến những thử nghiệm cả về con người lẫn lối chơi. Mà hiện tại thì ông Park có trong tay khá nhiều cầu thủ mới để thử nghiệm cho cái đích xa hơn là giải đấu chính thức như vòng loại World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Đặt trường hợp đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo thử nghiệm những cầu thủ mới mà bóng đá Thái Lan ít giờ ngờ tới. Một lối chơi khác lạ mà có thể bóng đá đất Chùa Vàng chưa thể hình dung ra. Những gì mà họ nghiên cứu về chúng ta trong thời gian vừa rồi sẽ thành việc thừa. Một nhà chuyên môn khôn ngoan là một nhà chuyên môn biết cách đánh lạc hướng đối thủ khi cần đánh lạc hướng. Biết phân biệt điểm khác nhau giữa một trận giao hữu, một giải đấu giao hữu với một giải đấu chính thức. Tin rằng huấn luyện viên Park Hang-seo là dạng huấn luyện viên như thế. Dạng huấn luyện viên thừa khôn ngoan để khiến cho đối phương không thể nắm bắt hết về mình. Ở một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chính thức công bố giá vé trận đấu ở King Cup. Trong đó giá vé dành cho cổ động viên Thái Lan rẻ chỉ bằng một phần nửa so với dành cho những cổ động viên nước ngoài. Theo đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan sẽ phân phối vé thông qua hai hình thức. Họ sẽ bán vé trực tiếp tại sân vận động và kênh bán vé trực tuyến. Đáng chú ý, ban tổ chức đưa ra hai mức vé khác nhau cho cổ động viên Thái Lan và cổ động viên nước ngoài. Cụ thể, giá vé được bán với 3 loại mệnh giá khác nhau gồm 150 bạt tương đương 110.000 đồng, 300 bạt 220.000 đồng. Đó là vé dành cho cổ động viên chủ nhà và 500 bạt 370.000 đồng cho cổ động viên đội khách. Trong khi đó, vé chọn gói 4 trận được phân phối theo hai mức giá 240 bạt tương đương 180.000 đồng, 480 bạt tương đương 360.000 đồng. Loại vé này chỉ bán cho cổ động viên nước chủ nhà. Điều này đồng nghĩa với việc cổ động viên đội khách muốn xem cả 4 trận sẽ phải mua giá vé với tổng số tiền là 1.000 bạt tương đương với 750.000 đồng Việt Nam. Đây là mức giá vé khá mềm dành riêng cho cổ động viên Thái. Nó khuyến khích những người hâm mộ xứ Chùa Vàng vào sân để cổ vũ cho đội nhà.
đặc biệt là trong trận đấu ở vòng bán kết với đội tuyển Việt Nam. Tiền đạo số 1 Tịt Ngòi, ai sẽ săn bàn cho đội tuyển Việt Nam? Công Phượng vẫn đi tìm bàn thắng đầu tay tại Incheon United. Đức Trinh mới nổ súng một lần. Khả năng ghi bàn của hàng tấn công đang là bài toán khó đối với huấn luyện viên Park Hang-seo. Nguyễn Công Phượng là tiền đạo số 1 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Tại Asian Cup năm 2019, chân sút Hoàng Anh Gia Lai nổ súng 2 lần trong tổng số 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam. Trước đó, AFF Cup năm 2018, Công Phượng dẫn dắt hàng tấn công ghi 3 bàn thắng. Tuy nhiên, đóng góp của Công Phượng vượt xa con số thống kê đơn giản. Với tốc độ khuấy đảo hàng thủ đối phương, dùng kỹ thuật cầm bóng đột phá, kiếm những quả phạt về cho đội nhà. Hiện tại, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai đang vùng vẫy nỗ lực tột cùng để tìm bàn thắng đầu tiên trong màu áo Incheon United. Việc đội bóng Hàn Quốc bổ nhiệm cựu tuyển thủ Jun Sang-chun làm huấn luyện viên trưởng mang lại nhiều hy vọng về sự khởi sắc của Công Phượng. Nhiều khả năng không sớm thì muộn, Công Phượng sẽ ghi bàn cho Incheon United giống như cái cách người đồng đội Lương Xuân Trường không từ bỏ lập siêu phẩm đẳng cấp sau 10 trận đấu ngồi dự bị. Tại Asian Cup năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo chọn 5 tiền đạo cho đội tuyển Việt Nam. Ngoài Nguyễn Công Phượng, còn có Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Tiến Linh, Bình Dương, Phan Văn Đức, Sông Lam, Nghệ An, Ngân Văn Đại, Hà Nội. Hai cái tên sau cùng dính chấn thương nên không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Park Hang-seo tại King Cup. Nguyễn Tiến Linh, vua pha lưới nội V-League mùa trước, vừa trở lại sau chấn thương, khó phục hồi phong độ ghi bàn ngay lập tức. Như vậy, hy vọng ghi bàn tại King Cup sẽ dồn hết lên vai người bạn, người đồng đội thân thiết của Công Phượng tại Hoàng Anh Gia Lai, Nguyễn Văn Toàn. Văn Toàn hiện có 4 bàn thắng là vua phá lưới nội V-League mùa này, đang đạt phong độ săn bàn đỉnh cao. Văn Toàn với tốc độ nhanh như chớp, kết hợp với những pha đi bóng sắc sảo sẽ là vũ khí đáng gờm của Rồng Vàng tại King Cup sắp tới. Sự ăn ý giữa Văn Toàn, Công Phượng, Văn Thanh, Xuân Trường là cơ sở để thầy Park đặt niềm tin vào tiền đạo đang bén duyên ghi bàn này. Điểm nổi bật trong lối chơi của đội tuyển Việt Nam là sự đồng đều, sức mạnh tập thể. Các vị trí đều rất nguy hiểm và có thể ghi bàn. Tại Asian Cup năm 2019, bên cạnh Công Phượng nổ súng còn có một tiền đạo là Nguyễn Quang Hải, một hậu vệ là Quế Ngọc Hải. Ở AFF Cup năm 2018, các tiền vệ Đức Huy, Huy Hùng, Quang Hải nhiều lần phá lưới đối phương bên cạnh các tiền đạo. Như vậy có thể nói Công Phượng tạm thời tịt ngòi tại Incheon United chưa phải là vấn đề quá lớn đối với đội tuyển Việt Nam. Sự khác biệt giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và những thuyền trưởng khác của đội tuyển Việt Nam đó là ông Park rất giỏi kích hoạt tiềm năng của các học trò. Vị chiến thuật gia người Hàn Quốc nắm rất kỹ tâm lý, ưu và nhược điểm của từng cầu thủ. Vì vậy thầy Park thành công trong việc giúp các cầu thủ khôi phục sự tự tin, lấy lại phong độ đỉnh cao. Trường hợp của Hà Đức Trinh mờ nhạt trong màu áo SHB Đà Nẵng bị huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức chê, nhưng khi lên tuyển lại thi đấu rất thăng hoa, có duyên ghi bàn là một minh chứng rõ ràng. Nguyễn Công Phượng là một trong những tiền đạo hay nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á hiện nay. Sir Alex Ferguson từng bảo rằng phong độ chỉ là nhất thời, đẳng cấp mới là mãi mãi. Khó khăn của Công Phượng chỉ là tạm thời và huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có biện pháp lấy lại phong độ đỉnh cao cho cậu học trò cưng của mình. Không phải ngẫu nhiên mà huấn luyện viên tạm quyền đội tuyển Thái Lan CJ Sắc cảnh báo 7 võ chiến. Chỉ ra Nguyễn Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất đội tuyển Việt Nam khi hai đội quyết đấu tại King Cup. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải, thời điểm này không có ai hay hơn Công Phượng. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho rằng bóng đá Việt Nam thời điểm này không có ai hay hơn Công Phượng, nên huấn luyện viên Park Hang-seo phải gọi để đấu với Thái Lan. Trao đổi với Southsat về nỗi lo Công Phượng đang chơi ở Incheon United vẫn chưa thể ghi bàn, huấn luyện viên Lê Thụy Hải cho rằng điều này không quan trọng. Vấn đề là tiền đạo Nguyễn Công Phượng đang rất cần cho đội tuyển Việt Nam để đấu với Thái Lan ở King Cup năm 2019. Nói thật, Việt Nam ở thời điểm này làm gì có ai hay hơn Công Phượng. Chúng ta phải nói như thế để cho công bằng. Anh Đức, Văn Quyết lớn tuổi rồi, những cầu thủ khác chưa đáp ứng được kỳ vọng. Phan Văn Đức chấn thương, Văn Toàn cũng hay nhưng lối chơi có thể bị bắt bài. Công Phượng cho rằng đang là cầu thủ nhận được kỳ vọng lớn. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải chia sẻ. Theo huấn luyện viên Lê Thụy Hải, huấn luyện viên Park Hang-seo bây giờ chờ đợi vào Công Phượng có thể tỏa sáng trước Thái Lan. Tuyển Việt Nam thiếu Công Phượng là không được, nhất là trong cuộc chiến sắp tới với Thái Lan ở King Cup. Công Phượng cho thấy sự cố gắng rất tốt trong thời gian qua.
thể lực tốt hơn, Phượng cũng chịu thay đổi, chơi đậm nhà nhiều hơn để phối hợp với đồng đội. Em ấy rõ ràng cho thấy sự cầu tiến rất lớn. Huấn luyện viên Lê Thụy Hải dành những lời khen cho Công Phượng. Bên cạnh Công Phượng, huấn luyện viên Lê Thụy Hải nhận xét một cầu thủ khác có thể chơi tốt trong vai trò tiền đạo, đó là Đinh Thanh Bình của câu lạc bộ Viettel. Đây là cầu thủ thuộc biên chế của Hoàng Anh Gia Lai, sau đó cho Viettel mượn để thi đấu từ giai đoạn lượt về giải hạng nhất năm 2018. Ngoài ra, huấn luyện viên Lê Thụy Hải còn cho rằng ông Park không còn quá nhiều sự lựa chọn trên hàng công, một số cầu thủ đã lớn tuổi không thể đáp ứng được yêu cầu, còn các nhân tố trẻ chưa thể hiện được nhiều như kỳ vọng. Có thể lấy ví dụ điển hình như Hà Đức Chinh chưa thể hiện tốt ở câu lạc bộ SHB Đà Nẵng cũng như khó tỏa sáng ở đội tuyển Việt Nam. Cách đây vài ngày, huấn luyện viên Thái Lan cũng mổ xẻ lối chơi của đội tuyển Việt Nam với nhận xét Công Phượng là cầu thủ nguy hiểm nhất dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Thuyền trưởng Thái Lan cũng nhận định Công Phượng có kỹ thuật, tốc độ và sự tạo đột biến cao nên cần hết sức cảnh giác. Theo dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ tập trung vào đầu tháng 6 để chuẩn bị cho King Cup năm 2019. Tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà Thái Lan. Trận khai mạc King Cup năm 2019 diễn ra vào lúc 15:30 ngày 5 tháng 6 giữa Curacao và Ấn Độ. Và lúc 19:45, Thái Lan sẽ chạm trán Việt Nam. Ở một diễn biến khác, trong những ngày qua, Thái Lan đã công bố lực lượng chuẩn bị đấu với tuyển Việt Nam ở King Cup. Đây là một sự tuyên chiến trước giờ dê, nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo đã có tính toán riêng của mình. Thái Lan đang tỏ ra khát khao đánh bại đội tuyển Việt Nam bằng việc đưa ra đội hình khủng, thì trái lại, mọi động tĩnh của thầy trò Park Hang-seo đến lúc này gần như chưa rõ ràng. Và hiện tại, ông thầy người Hàn Quốc đang trở về nước để nghỉ phép. Tuy nhiên, với những gì đã làm trong quá khứ, rõ ràng chiến lược gia người Hàn Quốc chắc chắn đã có chủ ý của mình với King Cup và đặc biệt trận đấu gặp riêng Thái Lan ở ngày ra quân. Gần như chắc chắn danh sách các tuyển thủ Việt Nam tới đây của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ ưu tiên triệu tập những cầu thủ vừa chấn thương trở lại hay đang có phong độ cao ở V-League bên cạnh những con người cũ như Quang Hải, Đình Trọng. Ông Park sẽ không chỉ tính riêng cho mỗi King Cup bởi đây dù gì cũng chỉ là một giải đấu giao hữu mà tính ăn thua thực sự là chưa cần thiết. Nhưng tất nhiên tuyển Việt Nam cũng không thể mang đội hình 2 để tham dự giải đấu vì đơn giản ít nhất chúng ta cần tôn trọng nước chủ nhà cũng như giữ mối cho các giải đấu lần sau. Mọi chuyện ở tuyển Việt Nam nhìn vào tưởng chừng như đang bất ổn nhưng có lẽ không cần phải quá lo lắng khi chiến lược gia người Hàn Quốc luôn có chủ ý của mình và sẽ chỉ được tung ra đúng thời điểm khi cần thiết nhất mà thôi. Thái Lan muốn thắng tuyển Việt Nam bằng một đội hình mạnh nhất cho King Cup, nhưng chúng ta cũng có những tính toán riêng của mình. Và đương nhiên giải đấu ở Thái Lan không phải là tất cả, vì lúc này tuyển Việt Nam cần phải tính đường xa hơn là cái chuyện ăn thua một cái danh hiệu rất ảo, đội bóng số 1 Đông Nam Á. Văn Lâm Xuân Trường đã ở League Cup, kết quả khốn khổ cho Lâm Tây. Tại giải Thái Lan League Cup, cả Mường Thông Udetit lẫn Buriam đều được đánh giá cao. Thế nhưng đội bóng chủ quản của Đặng Văn Lâm và Lương Xuân Trường lại gặt hái được những kết quả trái ngược nhau. Vòng 1 giải Thái Lan League Cup, Mường Thông Udetit đã hành quân đến sân của Porisiep Tero, đội bóng đang chơi tại giải hạng 2 của Thái Lan. Dĩ nhiên đội bóng chủ quản của thủ môn Đặng Văn Lâm được đánh giá cao hơn rất nhiều. Thậm chí Mường Thông còn ra sân với đội hình gồm 4 cầu thủ được gọi tên lên đội tuyển Thái Lan chuẩn bị cho King Cup. Thế nhưng lối chơi của Mường Thông United vẫn vô hồn như thường lệ. Những đợt lên bóng của đội bóng này vừa thiếu sắc sảo, vừa thiếu nét sáng tạo và tính đột biến. Trong khi đó, đội chủ nhà Policia Tero lại cho thấy khả năng chống chịu với áp lực cực lớn. Và rồi tai họa ập xuống đầu thủ môn Đặng Văn Lâm và các đồng đội khi họ nhận bàn thua ở phút thứ 86. Khoảng thời gian còn lại là không đủ để đội bóng của huấn luyện viên Jun Jong Han có thể gỡ hòa. Thua trận, Mường Thông United của Đặng Văn Lâm đã bị loại khỏi Cúp Liên đoàn Thái Lan. Trong khi đó, Buriam cũng làm khách trên sân nhà của Jaeong trong một ngày tiền vệ Lương Xuân Trường không có tên trong đội hình xuất phát. Không có Xuân Trường, người ghi bàn thắng tuyệt đẹp giúp Buriam hạ Nakhon Jatsashima mới đây, Buriam tỏ ra thiếu ý tưởng trong tấn công. Mặc dù Buriam chỉ phải làm khách của một đội bóng đang chơi tại Thái League 2 là Jaeong xếp thứ 9/11. Thế nhưng đội bóng đang đứng thứ 2 ở Thái League đã gặp muôn vàn khó khăn trước đối thủ chiếu dưới. Sau hiệp 1 đầy bế tắc đến phút thứ 50, thậm chí Buriam còn bị chọc thủng lưới. Tuy nhiên 5 phút sau, đội khách đã cân bằng được tỷ số. Hai đội tạo thêm một vài cơ hội nhưng không thể ghi bàn, buộc phải tiến tới hiệp phụ. Phải đến lúc này, Buriam mới chứng tỏ được đẳng cấp của mình khi ghi liên tiếp 3 bàn thắng.
để giành chiến thắng chung cuộc 4-1 và lọt vào vòng 3 League Cup. Đáng chú ý, Lương Xuân Trường được tung vào sân ở hiệp phụ và đã góp công vào một trong các bàn thắng của Buriam. Phút thứ 108, Xuân Trường thực hiện pha đá phạt sệt cho đồng đội. Sau đó, cầu thủ này kiến tạo cho một cầu thủ khác của Buriam đặt lòng tại góc hẹp làm tung lưới đối thủ. Đây là bàn thắng giúp Buriam vươn lên dẫn trước 2-1. Như vậy, dù không trực tiếp kiến tạo, nhưng Xuân Trường cũng phần nào góp công vào một bàn thắng tạo ra bước ngoặt của trận đấu, giúp câu lạc bộ Thái Lan dễ dàng hơn trong việc đè bẹp đối thủ. Trước đó, vào ngày 11 tháng 5, khi Buriam tiếp đón Nakhon Ratchasima ở vòng 10 Thái Lịch, Xuân Trường được xếp đá chính và ghi một siêu phẩm đá phạt tại phút thứ 21. Sau đó, dù Xuân Trường chơi không thực sự thuyết phục rồi bị thay ra ở phút thứ 66, thì ít nhiều tiền vệ đội tuyển Việt Nam đã để lại dấu ấn. Có lẽ chính vì pha ghi bàn kể trên, Xuân Trường đã được Buriam đặt niềm tin ở hiệp phụ trước Zayom và tiếp tục góp công cho câu lạc bộ Thái Lan. Tin rằng với việc liên tiếp lập công, thời gian tới Xuân Trường sẽ được Buriam trao thêm cơ hội thi đấu. Vừa lên nắm quyền, tân huấn luyện viên Incheon United đã ngấm ngầm cảnh báo Công Phượng. Tân huấn luyện viên Jun Sang-chul đã có buổi gặp mặt và buổi tập đầu tiên với các cầu thủ Incheon United. Ngay sau khi nhậm chức, huấn luyện viên Jun Sang-chul đã thể hiện sự quyết liệt trong lời nói và hành động. Ông muốn toàn đội tập trung toàn lực để chiến đấu trong cuộc chiến trụ lại K-League. Trong buổi gặp mặt toàn đội, huấn luyện viên Jun Sang-chul phát biểu: "Các cậu là cầu thủ chuyên nghiệp nên các cậu phải thật sự chuyên nghiệp. Giải đấu có 12 đội, chúng ta phải đạt được vị trí tốt vào cuối mùa giải và trụ hạng. Những người mới đến phải thích nghi nhanh hơn nữa." Kỳ chuyển nhượng trước mùa giải chứng kiến Incheon United chia tay nhiều cầu thủ và đón nhận tới 20 gương mặt mới. Trong đó, những ngoại binh như Công Phượng và Hamad được kỳ vọng, song chưa thực sự đem tới ảnh hưởng tích cực đáng kể cho Incheon United. Cả dưới thời huấn luyện viên John Anderson lẫn huấn luyện viên Lim Jong-un, Phượng đều bị nhận xét là phải cần thêm thời gian tập luyện để đủ sức thi đấu tại K-League, nơi có những cầu thủ phòng ngự mạnh mẽ. Tình hình sẽ còn khó hơn khi huấn luyện viên Jun Sang-chul lên nắm quyền, bởi nhà cầm quân này không có nhiều thời gian để thử nghiệm do áp lực thành tích. Huấn luyện viên Jun Sang-chul cũng nói thêm với các học trò: "Incheon đã làm việc rất tốt, rất chăm chỉ, nhưng vẫn rất khó khăn để đạt được kết quả tốt. Tôi sẽ cởi mở và trao đổi mọi thứ với mọi người. Nếu các cậu cần phải nói điều gì, cứ đến và nói với tôi. Điều quan trọng là chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau. Tôi không muốn có bất kỳ điều gì bị giấu sau lưng." Buổi tập sau đó diễn ra trong sự nghiêm khắc của huấn luyện viên Jun Sang-chul. Nhà cầm quân người Hàn Quốc không cho phép học trò đứng lại sau khi chuyền bóng xong. Ông yêu cầu tất cả phải liên tục di chuyển và quan sát. Trận đấu đầu tiên của huấn luyện viên Jun Sang-chul với Incheon United sẽ là chuyến làm khách trên sân Daegu vào ngày 19 tháng 5 tới. Ở một diễn biến khác, các nhà phân tích cho rằng Công Phượng có thể mới, đây là lần cuối để cầu may ở K-League. Sau một thời gian tìm kiếm, rốt cuộc đội bóng của Công Phượng cũng đã có được người cầm quân chính thức khi bổ nhiệm huấn luyện viên Jun Sang-chul ngay trước vòng đấu thứ 12. Nhìn vào bảng thành tích của tân thuyền trưởng Incheon United, rõ ràng khá danh tiếng khi ông Jun Sang-chul từng có hơn 120 trận đấu cho đội tuyển Hàn Quốc với vai trò tiền vệ. Để có thể hy vọng mang đến sự thay đổi rõ rệt về thành tích cho đội bóng mà Công Phượng đang khoác áo. Và đương nhiên, được làm việc với một huấn luyện viên trưởng mới, cơ hội để Công Phượng chứng tỏ bản thân sau khi bất thành với những người cũ gồm ông John Anderson và Lim Jong-un cũng vì thế tăng thêm một chút. Bởi rất có thể tư duy huấn luyện của ông Jun Sang-chul sẽ khác cũng như phù hợp với Công Phượng để tiền đạo đến từ Việt Nam có thể quay trở lại đội hình chính thức chắc chắn hơn. Sau suốt một thời gian dài phải phấp phỏng với tương lai ở Hàn Quốc kể từ khi đến đây vào tháng 2 năm 2019. Như đã nói, việc đội nhà thay đổi huấn luyện viên trưởng sẽ mang đến cơ hội cho Công Phượng trong việc được ra sân thường xuyên hơn ở màu áo của Incheon United. Thế nhưng, hy vọng này cũng sẽ là lần cuối cùng dành cho tiền đạo đội tuyển Việt Nam. Rất rõ ràng là như thế, bởi đây sẽ là ông thầy thứ ba mà Công Phượng hợp tác. Nhưng nếu không thể cạnh tranh được vị trí hay chứng tỏ được bản thân, thì e rằng vấn đề lớn nhất lại nằm ở chân sút của Hoàng Anh Gia Lai, chứ không phải từ các huấn luyện viên. Trước đây, người hâm mộ Việt Nam đã từng trách cựu huấn luyện viên John Anderson bố trí Công Phượng đá ở vị trí không phù hợp với lối chơi của Incheon. Nhưng rốt cuộc khi thay người cầm quân, những gì tiền đạo đến từ Việt Nam làm được cũng chẳng khá hơn là bao. Thậm chí, huấn luyện viên tạm quyền Incheon United, ông Lim Jong-un đã thay đổi khá nhiều về lối chơi của Incheon United sao cho phù hợp với Công Phượng, nhưng rốt cuộc đã không thay đổi được gì. Để vì điều này cũng cần phải khẳng định lại rằng, rốt cuộc vấn đề mà Công Phượng đối mặt ở đây
Khó khăn không phải đến từ những người cầm quân mà thậm chí từ chân sút của đội tuyển Việt Nam chưa thích ứng nổi với môi trường thi đấu với đội bóng mới mà thôi. Bản thân huấn luyện viên tạm quyền Lim Dong Ung từng chia sẻ thẳng thắn, Công Phượng đang thiếu quá nhiều điều để có thể chiếm một vị trí chính thức ở Incheon. Dù vậy, ở trận gần nhất được đá chính cùng Incheon, Công Phượng đã nhận lời khen tích cực hơn, thể lực cũng tăng lên. Không thể bật lên và chứng tỏ được giá trị ở thời gian tới thì Công Phượng nên tự trách mình chứ đừng trách ai nữa. Thủ môn Bùi Tiến Dũng có xứng đáng dự King Cup cùng đội tuyển Việt Nam. Thủ thành người xứ Thanh nhiều khả năng sẽ chỉ được triệu tập lên U22 Việt Nam thay vì góp mặt ở đội tuyển quốc gia dự King Cup năm 2019. Sau thời gian ngồi dự bị, Bùi Tiến Dũng đã có trận đấu bắt chính đầu tiên trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội FC ở cuộc tiếp đón SHB Đà Nẵng. Đây là trận đấu mà thủ thành 22 tuổi vẫn chưa thể hiện được phong độ tốt nhất để thủng lưới 2 bàn, trong đó có pha phán đoán sai tình huống ở quả phạt của Thanh Hải dẫn đến bàn gỡ hòa 1-1 của SHB Đà Nẵng. Việc Tiến Dũng chưa thể hiện được gì nhiều như chính anh thừa nhận sau chiến thắng 3-2 của Hà Nội FC trước SHB Đà Nẵng cũng là điều dễ hiểu, bởi suốt thời gian qua, thủ thành 22 tuổi chỉ ngồi ngoài điều trị chấn thương cổ tay. Do vậy, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn dành cho Tiến Dũng những lời động viên khi khẳng định rằng Dũng mới trở lại sau chấn thương, chơi như thế là tốt rồi. Nhà cầm quân người xứ Thanh cũng đồng thời tiết lộ lý do trao cơ hội cho Bùi Tiến Dũng bắt chính, bởi ở đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia sắp tập trung nên tôi muốn bạn ấy thể hiện khả năng của mình. Thời gian qua, thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo triệu tập Bùi Tiến Dũng cho đội tuyển quốc gia hay U22 Việt Nam được rất nhiều người quan tâm, bởi thế phong độ hiện tại lại không thi đấu thường xuyên, nếu thầy Park triệu tập Tiến Dũng lên đội tuyển quốc gia sẽ là khiên cưỡng. Mặt khác, ngoài Đặng Văn Lâm, gần như chắc suất ở V-League vẫn còn rất nhiều thủ môn khác đang có phong độ cao như Văn Công, người đồng đội bắt chính thường xuyên của Tiến Dũng ở Hà Nội FC, Nguyên Mạnh, người đang thể hiện phong độ ấn tượng với việc giúp Hoàng Anh Gia Lai thủng lưới ít nhất 5 bàn, có chuỗi 8 trận giữ sạch lưới từ đầu mùa. Theo thông tin mà báo chí có được, Bùi Tiến Dũng gần như chắc chắn sẽ không được triệu tập lên đội tuyển quốc gia Việt Nam ở đợt tập trung chuẩn bị cho King Cup năm 2019. Thay vào đó, thủ thành 22 tuổi sẽ có tên trong danh sách U22 Việt Nam để chuẩn bị cho trận giao hữu với U22 Myanmar vào ngày 7 tháng 6. Không thể cạnh tranh được vị trí trên đội tuyển quốc gia, nhưng với U22 Việt Nam, Bùi Tiến Dũng chắc chắn sẽ là sự lựa chọn số 1 trong khung gỗ. Với kinh nghiệm chuyên môn đẳng cấp là điều mà Tiến Dũng vượt trội so với các đàn em như Văn Toản, Văn Biểu. Sau màn trèo sân ở trận đấu với SHB Đà Nẵng, có thể Bùi Tiến Dũng sẽ được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm trao thêm cơ hội bắt chính trong chuyến làm khách trên sân nhà của Nam Định ở vòng 11 V-League cuối tuần này. Ở một diễn biến khác, người nhện Dương Hồng Sơn đã chỉ ra điểm bất lợi của Bùi Tiến Dũng trước ngày tập trung đội tuyển Việt Nam. Cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho rằng Bùi Tiến Dũng khó cạnh tranh được vị trí thủ môn trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam ở lần tập trung sắp tới. Chia sẻ với báo chí về giải đấu này, cựu thủ môn Dương Hồng Sơn cho biết: "Theo tôi, King Cup là một giải đấu giao hữu với mục đích tập huấn và một trong những mục tiêu của bóng đá Việt Nam trong năm nay là SEA Games. Vì vậy, nếu chúng ta đặt mục tiêu chinh phục giải đấu này hay mục đích ăn thua với Thái Lan là không hợp lý." Bên cạnh đó, quả bóng vàng Việt Nam năm 2009 còn cho rằng trong số những thủ môn nội tốt nhất hiện nay đang có cơ hội góp mặt ở đội tuyển Việt Nam sắp tới thì Bùi Tiến Dũng là gương mặt gặp bất lợi nhất. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Văn Toàn đang thi đấu rất tốt và ổn định. Cậu ấy là một ví dụ điển hình, một nhân tố xứng đáng được trao cơ hội để chuẩn bị lực lượng cho SEA Games vào cuối năm nay. Tôi rất ấn tượng với thủ môn trẻ này. Đặng Văn Lâm là một trường hợp chắc suất tại đội tuyển quốc gia. Cậu ấy đang chơi tốt, giữ được phong độ và giữ vị trí số 1 tại Mường Thông. Văn Lâm cũng ít nhiều hiểu hơn về bóng đá Thái Lan, điều đó tốt cho chúng ta. Còn Bùi Tiến Dũng sẽ bất lợi vì ít được thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Với một thủ môn mà ít được thi đấu thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ, Dương Hồng Sơn bày tỏ. Đội tuyển Việt Nam dự King Cup, Văn Toàn 5 bàn thắng trên 10 trận đấu, chiếm suất đá chính của Công Phượng. Trong hành trình chinh phục King Cup của đội tuyển Việt Nam, những cái tên từng chinh chiến tại AFF Cup năm 2018, Asian Cup năm 2019 như Công Phượng, Đức Chinh nhiều khả năng sẽ bị lu mờ bởi kép phụ Văn Toàn. Đội tuyển Việt Nam sẽ bay sang Thái Lan dự King Cup ngay sau khi các trận đấu thuộc vòng 12 V-League khép lại vào ngày 31 tháng 5. Vì vậy, danh sách triệu tập nhiều khả năng sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố vào cuối tuần này. Một trong những vị trí được giới chuyên môn, người hâm mộ dự đoán có nhiều biến động nhiều nhất chính là tiền đạo. Ngoài trừ trường hợp của lão tướng Anh Đức đã ra từ đội tuyển, 4 trên 5 cái tên lĩnh sướng trên hàng công chinh chiến ở AFF Cup, Asian Cup đều gặp phải những vấn đề cá nhân.
Công Phượng chật vật tìm chỗ đứng ở câu lạc bộ Incheon United. Phan Văn Đức không kịp bình phục chấn thương. Nguyễn Tiến Linh không bàn trên 4 trận đấu và vừa mới tái xuất sân cọ. Trong khi Hà Đức Chinh một bàn một kiến tạo trong 10 trận đấu và đang sa sút thê thảm. Trong bối cảnh đó, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai nổi lên như một ứng cử viên số 1 cho vai trò chủ công nhờ thành tích cá nhân cực kỳ ấn tượng ở V-League. Sau 10 vòng đấu, tiền đạo gốc Hải Dương đã đóng góp 5 bàn thắng và 4 kiến tạo giúp đội bóng phố núi bất bại suốt 4 trận gần nhất. Ở thời điểm hiện tại, Văn Toàn cũng là tuyển thủ quốc gia duy nhất giữ được phong độ cao trong màu áo câu lạc bộ. Giống như Tiến Linh, Phan Văn Đức chưa hồi phục chấn thương. Trong khi đó, Công Phượng dần mất suất đá chính ở câu lạc bộ Incheon United. Có thể Công Phượng vẫn là cầu thủ chắc suất, nhưng nếu không giành lại được suất đá chính ở đội bóng K-League, anh vẫn khiến người hâm mộ trong nước hồi hộp về phong độ của mình. Trong bối cảnh như vậy, Nguyễn Văn Toàn, Hoàng Anh Gia Lai hoàn toàn có thể chiếm lại suất đá chính của Công Phượng ở đội tuyển quốc gia. Văn Toàn đang có 5 bàn thắng và 4 kiến tạo tại V-League năm 2019. Con số nói nhiều thì không quá nhiều, nhưng cái cách mà Văn Toàn ghi bàn trong màu áo câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai phản ánh nhiều điều. Không nhận được nhiều sự hỗ trợ của các đồng đội ngang tầm, nhưng Văn Toàn vẫn tỏa sáng, đồng thời giúp cho đội bóng của Bầu Đức vơi đi nỗi nhớ Công Phượng và Xuân Trường vốn đã ra nước ngoài thi đấu, hoặc Tuấn Anh chưa thể lấy lại thể lực tốt nhất so với các trung phong từng ghi dấu ấn ở đội tuyển Việt Nam từ đầu năm 2018 trở lại đây. Tính từ thời điểm huấn luyện viên Park Hang-seo nắm các đội tuyển Việt Nam gồm Anh Đức, Đức Chinh và Tiến Linh, Văn Toàn bất lợi về thể hình, điều này khiến cho anh không mạnh trong các tình huống không chiến. Đồng thời, Văn Toàn cũng từng có lúc thất bại khi đá trung phong ở đội tuyển U19 Việt Nam trước đây. Tuy nhiên, hiện tại và cách nay 2 năm là hai thời điểm khác nhau. Văn Toàn của hiện tại đã trưởng thành lên trông thấy. Anh đã khắc phục được rất nhiều nhược điểm của chính anh ngày trước. Văn Toàn của hiện tại nhanh hơn hẳn, kết thúc tốt hơn hẳn và đánh hơi cơ hội giỏi hơn hẳn. Hiện tại, Văn Toàn không ngán các trung vệ lực lưỡng của đối phương bởi anh biết cách lách vào các khoảng trống giữa hàng thủ để tự tìm ra cơ hội cho mình. Đặc biệt với tốc độ của Văn Toàn đã phát triển đến mức không thể đuổi kịp. Nếu như các hậu vệ xuất phát đồng hành với cầu thủ này, một khi các hậu vệ để Văn Toàn giữ được bóng hướng mặt về phía khung thành đối phương và đua tốc độ, xem như Văn Toàn gần như sẽ chiến thắng. Một Văn Toàn như thế có thể sẽ được huấn luyện viên Park Hang-seo trao cơ hội đá trung phong ở đội tuyển quốc gia và nhiều khả năng trong đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho King Cup, người ta sẽ thấy Văn Toàn có suất đá chính. Còn những Công Phượng hay Phan Văn Đức sẽ cạnh tranh ở vị trí đã lùi ngay ở phía sau Văn Toàn. Mọi khả năng đều có thể xảy ra. Đây là phần thưởng xứng đáng cho người không ngừng nỗ lực như Văn Toàn. King Cup, ba rủi ro của đội tuyển Việt Nam khiến huấn luyện viên Park Hang-seo đau đầu. Không chỉ đối mặt với nguy cơ chấn thương của các cầu thủ vì những trận đấu căng thẳng tại V-League, huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ có vẻn vẹn 3 ngày chuẩn bị cho trận quyết đấu với Thái Lan. Rủi ro chấn thương. Vòng 12 V-League sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 5 để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo hội quân sang Thái Lan đấu King Cup năm 2019. Hai vòng đấu còn lại trước khi đội tuyển Việt Nam tập trung ẩn chứa nhiều rủi ro rất khó lường trước. Việc trung vệ Đỗ Duy Mạnh Hà Nội bị chấn thương trong trận gặp Thanh Hóa là minh chứng rõ nhất. Danh sách này vừa có thêm Hà Đức Chinh Đà Nẵng. Thật ra tiền đạo này dính chấn thương nhẹ trong quá trình làm nhiệm vụ cho đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng loại châu Á 2020 nhưng giấu huấn luyện viên trưởng Lê Huỳnh Đức. Vòng 11 và 12 V-League có nhiều cặp đấu dự báo sẽ kịch tính, quyết liệt như Đà Nẵng tiếp Hoàng Anh Gia Lai, Viettel gặp Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh chạm trán với Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai quyết đấu với Hà Nội. Đáng chú ý là cuộc đụng độ giữa đội bóng phố núi và đương kim vô địch Hà Nội tại sân Pleiku ngày 31 tháng 5. Đây là màn so tài giữa các tuyển thủ quốc gia của hai đội và không loại trừ khả năng có nguy cơ chấn thương trong trận đấu gay cấn này. Quỹ thời gian eo hẹp. Theo lịch dự kiến, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung tại Hà Nội trong ngày 1 tháng 6, bay sang Thái Lan trong ngày 2 tháng 6. Tuy nhiên, do từ thủ đô Hà Nội không có đường bay thẳng sang Buriam, huấn luyện viên Park Hang-seo và lãnh đạo VFF đã làm việc và thống nhất thay đổi kế hoạch ban đầu. Cụ thể, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung và di chuyển trong ngày 1 tháng 6, nghỉ tại Bangkok một đêm, sau đó bay đến Buriam ngày 2 tháng 6. Như vậy, rõ ràng đội tuyển Việt Nam chỉ có 3 ngày chuẩn bị cho trận đại chiến trước Thái Lan. Vẹn vẹn 3 ngày để lắp ráp đội hình, tập chiến thuật. Đó là chưa kể các cầu thủ cần có thời gian phục hồi sau những trận đấu căng thẳng tại V-League. Quãng thời gian di chuyển từ Hà Nội sang Bangkok rồi từ Bangkok đến Buriam, có thể nói quỹ thời gian eo hẹp này là rất khó để thực hiện những đội mới mang tính đột phá. Vì vậy, nhiều khả năng ông Park sẽ ưu tiên sử dụng những cầu thủ có kinh nghiệm
những cái tên đã quen thuộc với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 của ông. Sức ép về thành tích. Chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng kết quả tại King Cup sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả bốc thăm của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup năm 2022. Nếu giành chức vô địch, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có lá thăm thuận lợi. Ngược lại, đội tuyển Việt Nam có thể chạm trán các đối thủ mạnh nếu thất bại tại King Cup. Có thể nói sức ép này phần nào ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị tâm lý thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Dẫn dắt U23 Việt Nam hai lần đánh bại U23 Thái Lan tại cúp giao hữu M150 và vòng loại U23 châu Á mới đây, huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định chúng ta là số 1 Đông Nam Á nên không cần ngán ngại Thái Lan. Và thực tế, lứa cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hiện tại rất tự tin và bản lĩnh so với các thế hệ trước. Tuy nhiên, công tâm mà đánh giá, đội tuyển Việt Nam trong 2 năm dưới quyền của huấn luyện viên Park Hang-seo chưa hề chạm trán Thái Lan ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Và nên biết rằng, đẳng cấp của đội tuyển quốc gia rất khác biệt so với các đứa trẻ. Nếu chủ quan khinh địch hoặc quá căng cứng về tâm lý, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có khả năng thảm bại trước Thái Lan giống như trong quá khứ. Thống kê lịch sử cũng chỉ ra rằng gần 30 năm qua, Việt Nam chỉ thắng Thái Lan đúng 2 lần. Đây là con số thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nên nhớ trong cuộc chạm trán với người Thái. Huấn luyện viên Park Hang-seo toan tính gì tại King Cup? Đội tuyển Việt Nam sắp dự King Cup năm 2019 tại Thái Lan, giải đấu đầu tiên kể từ Asian Cup năm 2019. Vậy, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đặt mục tiêu như thế nào và có cơ hội ra sao ở giải đấu mà người Thái cực kỳ quyết tâm lên ngôi? Ngày 1 tháng 6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị dự King Cup năm 2019 diễn ra tại Thái Lan từ ngày 5 đến 9 tháng 6. Dù chỉ là một giải đấu giao hữu, nhưng hành trình của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Kể từ sau Asian Cup năm 2019 diễn ra hồi đầu năm, đoàn quân áo đỏ chưa có thêm một trận đấu nào. Người hâm mộ đương nhiên muốn chứng kiến các học trò của thầy Park chơi bóng. Hơn nữa, ở bất kỳ giải đấu nào khi tuyển Việt Nam đụng Thái Lan đều đem đến những cơn bão về mặt truyền thông. Ngay như vòng loại U23 châu Á năm 2020, trận thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan khiến không chỉ giới túc cầu Việt Nam mà cả giới túc cầu Đông Nam Á lên cơn sốt. Tuy nhiên, ngoài tính chất thưởng thức, cần biết rằng kết quả tại King Cup sẽ ảnh hưởng tới thứ bậc của các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA. Trong bối cảnh vòng loại World Cup năm 2022 đã cận kề, khởi tranh từ tháng 9, các đội bóng đều muốn đạt kết quả tốt bởi vị trí trên bảng xếp hạng FIFA sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cách thức phân nhóm hạt giống ở các khu vực. Về phần mình, tuyển Việt Nam đang đứng ở top 16 châu Á và đứng thứ 98 thế giới. Nếu giữ nguyên được vị trí này hoặc cải thiện tích cực, những ngôi sao vàng sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup năm 2022 khu vực châu Á. Vòng loại thứ nhất dành cho 12 đội có thứ hạng thấp nhất đã play-off. Từ tiền đề trên, chắc chắn huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các học trò dự giải cùng tâm thế cẩn trọng, không hời hợt. Vấn đề nằm ở chỗ các đối thủ của đội tuyển Việt Nam cũng đặt quyết tâm cao, đặc biệt là Thái Lan và Curaçao. Bốn ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá xứ sở chùa vàng gồm Chanathit Songkasin, Bumathan Thitnifan và Kawin Thamchatchanan đều được triệu tập. Bên cạnh đó, gần như tất cả những cái tên ưu tú nhất ở các tuyến của Thái Lan cũng được góp mặt. Đội bóng Bắc Trung Mỹ Curaçao cũng mang đến Thái Lan tất cả những cầu thủ tốt nhất, trong đó thủ thành Aaron Jom đang khoác áo PSV Eindhoven, hậu vệ đội trưởng Koku Martina từng thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Southampton, Everton và đặc biệt tiền vệ 27 tuổi Pedro Bucana, người từng có 6 năm chơi bóng ở Anh trong màu áo các câu lạc bộ Aston Villa, Reading, Cardiff City. Rõ ràng Thái Lan và Curaçao được xác định là hai đối thủ chính của đội tuyển Việt Nam nếu muốn bước lên ngôi cao nhất tại King Cup năm 2019. Curaçao hiện đang đứng thứ tư trên tổng số 34 đội dự vòng loại CONCACAF giải bóng đá vô địch Bắc Trung Mỹ với 3 trận thắng, 1 trận thua, giành được 9 điểm. Trong khi đó, Thái Lan gây ấn tượng với trận thắng Trung Quốc 1-0 tại giải giao hữu diễn ra ở Trung Quốc hồi đầu tháng 3. Vậy mục tiêu nào phù hợp? Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, huấn luyện viên Park Hang-seo là người làm việc nghiêm túc nên không có chuyện ông đưa quân dự King Cup mà không có mục tiêu rõ ràng. Dẫu vậy, tuyển Việt Nam cũng không cần phải dốc toàn lực để cạnh tranh với các đối thủ, nhất là Thái Lan. Người Thái mang theo tâm thế cay cú, ăn thua vào giải. Hơn một năm qua, họ thua kém Việt Nam ở mọi cấp độ và cần chứng minh giá trị của mình. Việt Nam thì không. Thắng hay thua trong một trận đấu giao hữu cụ thể chẳng nói lên điều gì. Chúng ta có thể đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất có thể, nhưng nên coi đây là cơ hội rèn giũa cho vòng loại World Cup, bình luận viên Quang Huy nói. Đồng tình với quan điểm của bình luận viên Quang Huy, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn khẳng định, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đừng nên bị cuốn vào vòng xoáy của dư luận, phải tỉnh táo để xác định cần được gì ở giải đấu sắp tới. Ở bất kỳ giải đấu nào, Thái Lan đụng Việt Nam luôn là tâm điểm, lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Đặc biệt, những động thái khích tướng liên tục của đội bạn đang đẩy tranh cãi của các cổ động viên lên cao. Nếu theo diễn biến này, tuyển Việt Nam sẽ phải quyết chiến với Thái Lan bằng mọi giá. Nhưng đó là điều không cần thiết, bởi nói gì thì nói, đây cũng chỉ là một giải đấu giao hữu mà thôi, là cơ hội để thử nghiệm lối chơi cũng như nhân sự cho các giải đấu chính thức, cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam phân tích. Với lập luận của mình, bình luận viên Vũ Quang Huy cũng cho rằng huấn luyện viên Park Hang-seo nên trao cơ hội cho những cái tên mới tại King Cup năm 2019. Vì lịch năm 2019 đang vào vòng quay, có nhiều cầu thủ chơi nổi bật. Thời gian qua, ông Park cùng các trợ lý cũng liên tục tới các sân xem dò các cầu thủ, nên tôi nghĩ sẽ xuất hiện những cánh chim lạ ở lần tập trung này. Trên thực tế, từ khi sang Việt Nam, mỗi giải đấu, ông Park đều chỉnh làng một vài quân bài tẩy, nên người hâm mộ có quyền hy vọng được chứng kiến bất ngờ khi công bố danh sách dự King Cup, ông Huy nói. Trong khi đó, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn nhìn nhận việc gọi ai lên tuyển lần này phụ thuộc nhiều vào mục đích tuyển Việt Nam dự giải. Theo tôi, định nhắm của huấn luyện viên Park Hang-seo tại King Cup lần này là chuẩn bị lực lượng cho vòng loại World Cup năm 2022 diễn ra vào cuối năm. Thế nên, ngoài bộ khung cứng của đội tuyển, ông Park nên trao cơ hội cho những cầu thủ đã thể hiện được mình ở V-League. Đây là tiền đề để có được nguồn lực dồi dào hướng tới vòng loại World Cup, cựu tuyển thủ này nói. King Cup sẽ là nơi giải tỏa cơn khát cho Công Phượng. Công Phượng đang gặp khó khăn và đầy bế tắc ở K-League, thì King Cup trở tới như một ốc đảo xanh yên ả, hứa hẹn sẽ giúp CP23 lấy lại tinh thần và động lực. Ngày 11 tháng 5 là một cột mốc đáng nhớ cũng như đáng quên của Công Phượng. Đấy là ngày mà CP23 lần đầu tiên được Incheon United cho đá trọn vẹn cả một trận đấu tại K-League khi đón tiếp Pohang. Thật bất ngờ, bởi trước đó, huấn luyện viên tạm quyền Lim Jong-ung thậm chí không điền tên Công Phượng vào danh sách thi đấu ở liên tiếp 2 trận. Chiến lược gia này tiết lộ việc CP23 chưa đáp ứng được yêu cầu trong các buổi tập, đồng thời có biểu hiện thoái chí. Ông Lim Jong-ung khẳng định, chừng nào Công Phượng chưa cải thiện được hai vấn đề trên thì sẽ không cho cầu thủ này vào sân chơi bóng. Từ đó có thể thấy việc Công Phượng được ông Lim Jong-ung cho đá toàn bộ trận gặp Pohang có ý nghĩa như thế nào. Đấy như một sự kỳ vọng, một lời khẳng định từ huấn luyện viên này rằng ông đã an tâm hơn về Công Phượng, rằng ngôi sao Việt Nam đã cải thiện được khả năng của mình trong mắt ông thầy mới. Thế nhưng chính trận đấu với Pohang lại cho thấy nhiều vấn đề vừa được vừa mất. Công Phượng phối hợp với đồng đội tốt hơn nhưng vẫn rất hay mất bóng và đặc biệt mong manh khi phải chơi đến những phút cuối cùng của trận đấu. Tình huống Incheon United thủng bàn duy nhất chính là bởi Công Phượng không thể giữ được bóng khi tấn công, dẫn tới việc Pohang tổ chức phản công lại và ghi bàn. Sau pha bóng đó, một lần khác Công Phượng lại để mất bóng cực kỳ nguy hiểm, may là Pohang không ghi được bàn thắng thứ hai. Trong ngày Công Phượng được trao rất nhiều niềm tin, cầu thủ này đã thể hiện có điểm cộng nhưng vẫn có nhiều điểm trừ và vì thế luẩn quẩn thay ra thay vào vẫn được tiếp diễn. Ở trận gần nhất Incheon gặp Daegu dưới thời huấn luyện viên mới Jun Sang-chul, Công Phượng vào sân từ phút thứ 74 nhưng không thể hiện được nhiều. Phút thứ 76, Incheon cũng thua bàn thứ hai để thua chung cuộc 1-2. Công bằng mà nói, Công Phượng đang có tiến bộ ở Incheon nhưng rất chậm. Khi mà xuất phát điểm của ngôi sao này có quá nhiều mặt thua kém với các đồng đội và đối thủ, cần phải biết điểm yếu về thể hình, sức mạnh, thể lực là rất khó san lấp. Về mặt hình ảnh, Công Phượng tạo ra hiệu ứng cực lớn cho Incheon United. Về mặt chuyên môn, dù chưa hay nhưng Phượng cũng không thuộc dạng vô dụng. Điều đó khiến cho ngôi sao Việt Nam nằm ở dưới dạng siêu dự bị của Incheon United, tức là vẫn sẽ được thi đấu nhưng không nhiều. Trong cái vòng luẩn quẩn thay ra thay vào ấy, King Cup chợt đến với Công Phượng. Trong khi hàng công tuyển Việt Nam không có những trụ cột thật sự đáng tin tưởng, Công Phượng dù trội sụt ở Hàn Quốc thì vẫn được đặt kỳ vọng cao nhất ở đội tuyển Việt Nam. Nếu người hâm mộ Việt Nam và có lẽ là cả huấn luyện viên Park Hang-seo chờ đợi Công Phượng như một vị cứu tinh trên hàng công, thì bản thân ngôi sao này có lẽ cũng đang hướng về King Cup như một ốc đảo xanh mát giữa sa mạc. Trở về thi đấu ở King Cup, Công Phượng sẽ trở về trong vòng tay của ông thầy quen thuộc, cũng như các đồng đội đã gắn bó thấu hiểu mình trong rất nhiều năm qua. Nếu như huấn luyện viên Jun Sang-chul nói rằng Công Phượng lạc lõng ở Incheon vì bất đồng ngôn ngữ thì trở về Việt Nam, CP23 có thể thoải mái từ buôn chuyện bên lề sân cỏ tới trao đổi trên sân tập hay sân thi đấu với các cầu thủ đồng hương. Một môi trường quen thuộc sẽ giúp cho Công Phượng giảm đi căng thẳng sau thời gian phải căng mình gánh vác tất cả tại K-League. Thi đấu ở đội tuyển quốc gia cũng là môi trường có thể giúp Công Phượng tìm lại những bản năng đang dần đánh mất ở Incheon như khả năng dứt điểm và ghi bàn chẳng hạn. Ngoài ra, tiền đạo này có thể bên cạnh huấn luyện viên Park Hang-seo nhiều hơn để có thể xin thêm ý kiến từ ông thầy về cách làm thế nào tồn tại ở K-League.
Trong quá khứ, Công Phượng đã rất nhiều lần vượt qua khó khăn để khẳng định bản thân. Biết đâu đấy, King Cup sẽ là một bước ngoặt lớn giúp Công Phượng tìm lại mình sau nhiều ngày mệt mỏi trên sa mạc Kalix. Một khi đã lấy lại được sự tin và những bản năng từng giúp mình làm nên tên tuổi, tin rằng Công Phượng sẽ có những tiến bộ mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn ở Incheon United. Attacking with a 4-3-3 formation. Lucas in possession. What a well-timed tackle. Striker's ball. Great dribbling. And it's opened up here. Strakosha saves. Sends it long. Now Immobile. Oh, that could be painful. It's Caicedo. Oh, a chance now to turn defense into attack. The assistant kept his flag down. He must score, surely. Well taken goal. Look at that tidy finish there. Look what it means to the player. He'll be hoping to add more to his tally. That was really well taken. Here's how they did it. So we're back underway. I wonder how that goal's going to affect this game. Great footwork there. Oh, he did really well there. Messi. This player is taking on the opposition. Striker's ball. Surely now. Well-worked goal. Great finish. Good work there to get on the score sheet. The manager will hope that form continues. Well, let's have a look at that one again. It's 2-0. Lucas in possession. He loves to run with the ball. He showed a bit too much to the opposition there. Strikers Bale shoots. Not the best effort there. Let's see how close that one was to going in. Cleared forward by the goalkeeper. Here's Parolo. Moving down the flanks here. Oh, he did really well there. Good clearance. He really got behind that. Well cut out. He's unstoppable with the ball. Great footwork there. And he shoots. He got a good hand behind that. And with the defender now, Ronaldo. Oh, he's onside here. What an opportunity. That's a safe piece of goalkeeping. Keeper sends it long. Well intercepted. Oh, well timed. Sends it. It's half time and a chance for the men. They're winning. They'll have to get more goals in this second half. Cleared forward by the goalkeeper. Good defending. Ronaldo shoots, and that's well wide. Take another look at that effort on goal. The
really has been a clean game today. No cards just yet. Cleared forward by the goalkeeper. And he's looking for the assistance. Just the goalkeeper to beat now. Great finish. Goalkeepers always struggle to get down that quickly. He couldn't have placed a shot. The referee gets the game back underway. It's Caicedo. Oh, well intercepted. It's with the defender now. He's got the ball at his feet. Lucas in possession. They're winning. They need to defend well here. Can he get a shot in? Oh, here's Lucas. Good effort there. Cleared forward by the goalkeeper. And with the defender now. He read that one absolutely perfectly. Now Immobile. He showed a bit too much to the opposition there. Messi. Oh, he did really well there. Oh, he steps up to steal the ball. Lucas in possession. And this really takes the pressure off the defence. Oh, they're in cruise control now. The game. A tactical change here then. Moving down the flanks here. They're not going easy on the opposition today. They're hungry for more. Oh, well timed. Striker's ball. Well timed and good defending. Oh, he did really well there. And he hits it. Strakosha saves. A few minutes of stoppage time to play then. It's a tactical change here then. Oh, there's an opening here. He should have been on target. Let's see how close that one was to going in. They're winning, but they're still going for more goals. Launched upfield by the keeper. He showed a bit too much to the opposition there. Ball's crossed the line, it's out of play. Players then warming up on the touchline, but is it time for a change? Great chance here. Shoots! And that is a fantastic goal. Let's see a replay of that crucial goal. It's now 4. And both teams will be glad to hear the final whistle. The match has ended 4-0 with some quality attacking football on display. Great performance by this player. He fully deserves to be named man of the match.